chương 101, tâm đen. Trần Mộc cũng không còn nghĩ đến, bản thân chuẩn bị trộm đi về Nam Dương Phủ Thành. Lại cùng Trác ứng hải ngồi lên cùng một cái thuyền. Đây là bắt không được bản thân, bất đắc dĩ bỏ qua. Trần Mộc mặc dù nghĩ quay đầu rời đi, nhưng cái này quá tận lực, chợt ra vẻ quan tâm an ủi, lão tiên sinh, vạn sự đều muốn hướng về phía trước nhìn, cái này gian cảnh xinh đẹp như vậy, cũng không thể để phiền lòng sự quấy rầy tốt tâm tình đa tạ tiểu huynh đệ hảo ý. Trác ứng hải có chút ông quyền nói tạ, thần sắc trên mặt nhìn như cũ ưu sầu, không nhìn được lắc đầu thở dài, trong nhà tiểu thiếp lại cho ta sống hai nhi tử. Gia sản không đủ chia nha. Trần Mộc Ngài thật sự là bảo đau chưa lão. Trần Mộc một mặt ha ha. Không so được các ngươi người trẻ tuổi. Trác ứng hải cười khoát tay. Ngài khiêm tốn. Nhìn ngài quần áo ăn mặc, tất nhiên đại phú đại quý. Cho dù thiếu chia một ít nhi, vậy đầy đủ nhi tôn phú quý cả đời. Trác ứng hải lập tức buồn rầu khoát tay, ngươi không hiểu. Ta có 11 cái nhi tử, 7 cái nữ nhi, bọn hắn phía dưới còn có tôn tử cháu ngoại. Ngoại tôn nữ dù không họ trác, nhưng cuối cùng có ta nhà huyết mạch. Bao nhiêu cũng phải cấp một chút đồ cưới. Nhưng ta vừa mới một tính toán. Vậy mà chỉ có thể cho nàng mười gian cửa hàng, ngàn mẫu ruộng nước, nằm chiếc dài 30 mét nhỏ thuyền hàng. Khẽ cắn môi, nhiều nhất tối đa cũng sẽ thấy cho nàng hai cái rương đồ trang sức. Quá xấu hổ rồi. Trác ứng hải hung hăng vỗ lan can. Trần Mộc. Ta kia năm ngàn lượng bạc, đều không đủ cho ngài nhét kẻ răng sao. Ta hiện tại quay đầu rời đi còn tới gấp sao. Là ta quá vô dụng, kiếm được gia nghiệp quá nhỏ. Chờ ta lên làm ban chủ, đội thuyền đổ phí, an toàn che chở phí nhất định phải nhấc lên, cơm đều không kịp ăn rồi. Cáo từ. Trần Mộc lập tức chắp tay nói. Nơi này là không có cách nào đợi. Ai, tiểu huynh đệ đừng nên trách, người đã già, chính là dễ dàng nói dông dài. Trác ứng hải mặt mũi tràn đầy ấy nấy ngăn lại Trần Mộc. Tiểu huynh đệ có phải là cho là ta tại khoe của? Trác ứng hải cười hỏi. Trần Mộc liền cười cười, không nói lời nào. Chắc ứng hải một bộ ta minh bạch ngươi ý tứ bộ dáng, ta mới vừa nói những cái kia, tại người bình thường nhãn lực đúng là không nhỏ tài phú. Nhưng ngươi không biết, giống ta dạng này thân phận người, kiếm nhiều, hoa cũng nhiều. Xuất hành thuyền xe ngựa muốn xa hoa, quần áo đồ trang sức muốn trân quý. Ăn cơm uống nước cũng phải nói. Tiền tiêu ở nơi này chút địa phương ta vậy thịt đau, tích lũy lấy để nó sinh con không tốt sao. Nhưng vì kiếm nhiều tiền hơn, những này mặc tiền liền phải trang. Trác ứng hải một mặt cảm khái. Trần Mộc gật đầu, ngài kia xe sang trọng ngựa đội thuyền, làm sao không đi thuê đâu. Ý gì? Trác ứng hải sững sờ. Thuê người khác a, à, không cần mua. Trần Mộc ý vị thăm trường, cho dù mua, cũng có thể cho người khác mướn. Tiểu huynh đệ tốt đầu não. Trác ứng hải cười to, nói cái gì cũng được cùng ngươi uống một chén. Người tới, đem thịt rượu mang lên tới. Lâu thuyền phía dưới bông tàu, một cái áo đen trang phục hán tử lên tiếng, một mặt nghiêm nghị đi đến lầu hai. Trong tay dẫn theo cái màu đỏ hộp cơm, sải bước đi hướng hai người. Nhưng hắn đi tới đi tới liền bắt đầu lắc lư, giống uống rượu một dạng ngã trái ngã phải, sau đó bịch một tiếng ngã xuống ba mét bên ngoài. Trác ứng hải. Hắn đây là đột phát ác tật sao? Trần một dò đầu một mặt lo lắng không có việc gì, say sống. Trác ứng hải một mặt bình tĩnh, đến hai người, đem con hàng này khiêng xuống đi. Nói tự mình đi lên trước, chuẩn bị đi lấy hộp cơm. Bịch. Vừa chạy tới chuẩn bị nhấc người hai cái tráng hán lần nữa té xỉu. Trần Mộc một mặt lo lắng, ngài hỏa kế đại khái thân thể không tốt, ta xem, ăn cơm coi như xong đi. Trác ứng hải chậm rãi quay người, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, Ngươi người này quá không thức thời, ngoan ngoãn ăn bữa chặt đầu cơm tốt bao nhiêu. Ken. Hỏa hoa văn khắp nơi. Trác ứng hải đen nhánh tay phải ngăn tại trước mắt, hai viên hạt sen sắc giống như càng nhiều tràn ra nụ hoa, đè ép biến hình thành đẹp mắt bộ dáng. A. À. Trác ứng hải nhếch miệng nhìn về phía trần mộc, bắt đến đầu cá lớn. Tại sao phải cho ta ăn chặt đầu cơm? Trần mộc nghi hoặc, hắn đối với mình dịch dung thuật rất có lòng tin, Trác ứng hải không có khả năng nhận ra hắn, tụ lý kiếm từ trong tay áo im ắng trượt xuống lòng bàn tay. Con mắt của ngươi hình dạng giống ta cường nhân. Trác ứng hải nhún vai, chợt một thanh túng rơi trên thân rộng lớn áo bào, lộ ra bắp thịt cuồn cuồng nửa người trên. Ông! Một tầng màu đen màng mỏng từ phía sau lưng hướng trước lan tràn. Cái cổ trở xuống, cấp tóc bị đen nhánh phách lực bao trùm. Chỉ là con mắt hình dạng giống ngươi liền chuẩn bị muốn giết ta. Trần Mộc không thể tin, vậy ngươi phải giết lầm bao nhiêu người. Người này tâm là đen sao? Ngươi nói cái này à? Trác ứng hải hiền lành cười nói, chỉ cần giết đủ nhiều. Luôn có giết đúng một ngày, ngươi nói là đi. Ô ô ô. Như mưa rơi hạt sen sắc bỗng nhiên vậy hướng trác ứng hải. Ken 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 ken. Hỏa hoa văn khắp nơi hạt sen sắc đụng trên người trác ứng hải, tự như trứng chim cút nện ở trên miếng sắt, vỡ nát tan tành nở hoa. Trác ứng hải hai tay vung vẩy, ngăn trở diện mạo. Không dùng không dùng không dùng. Ha ha. Hắn một bên cười to, một bên sải bước đi hướng trần mộc. Các ngươi những này đám dân quê, căn bản cũng không hiểu rõ phách lực cường đại. Thời gian của một câu nói, trác ứng hải liền đã đi tới trần mộc trước người đèn nhánh năm ngón tay mở ra. Giống như thiết trảo, bỗng nhiên biến mất ở trong không khí. Lần nữa xuất hiện, đã tới gần trần một cái cổ không khí đều bị cắt chém ra màu trắng khí lãng. Năm cái tráng kiện ngón tay, liền tựa như năm thanh sắc bén đoạn đao, từ trần một cái cổ hết thảy mà qua. Ông! Không khí lăn lộn, trần một thân ảnh lại bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hả? Trác ứng hại biến sắc tay phải đột nhiên hướng lên nâng bầu trời. Ken. Lòng bàn tay lập tức truyền đến một trận nhói nhói. Trác ứng hải đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, trần mộc đã nghiêng nghiêng treo ở trên trần nhà. Tụ lý kiếm giống như như độc xà đâm ra. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lần này liền muốn đâm xuyên hắn trán. Thân pháp thật là đẹp. Trác ứng hải cười ha ha. Chân phải bỗng nhiên bắn lên, cơ bắp bạo khởi đùi phải, tự như một đầu mãng xà cái đuôi, hung hăng quất hướng nửa không trần mộc. Đụng. Làm bằng gỗ trần nhà lập tức bị cái này lăn không một cước quất nát. Tiếp lấy hai chân như vọng, một chút lăn không bạo đá. Lâu thuyền tầng hai không có mấy lần liền bị hắn đá nát hơn phân nữa. Trần Mộc không thể không tại chật hẹp trên hành lang tả xung hữu đột. Dựa vào quỷ dị thân pháp. Nỗ lực tránh né đối phương công kích, thỉnh thoảng đưa ra tụ lý kiếm, công kích đối phương toàn thân chỗ yếu. Bàn bàn âm thanh không dứt bên tai. Quả nhiên không được. Trần Mộc thân ảnh đột nhiên triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách. Nhìn xem tụ lý kiếm mũi kiếm điểm điểm vết máu, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Bảo kiếm. Trác ứng hải nhìn xem trên thân lít nha lít nhít huyết điểm, còn mắt tỏa sáng. Lại là có thể đâm xuyên phách lực bảo kiếm. Lấy ra đi ngươi. Trác ứng hải râu tóc đều dựng ngàn nhiên phóng tới trần mộc trần mộc cúi đầu tựa như dọa sợ giống như không nhúc nhích ta không nghĩ tới ba cái quỷ dị âm tiết phun ra năm đoàn khói đen tại trác ứng hải sau lưng im ắng hiển hiện tại sao phải bức ta đâu một cổ mãnh liệt cảm xúc tựa như sóng biển mãnh liệt xung kích đại não trần mộc đột nhiên ngẩng đầu từng tia từng tia tơ máu bò hướng trồng trắng mắt một cái miệng tích tích nước bọt thuận khóe miệng lưu lại, ta đói rồi. Ông. Năm đoàn đen luồng khí xoáy chuyển, nháy mắt tiến vào trác ứng hải sau lưng. Trác ứng hải trên mặt thậm chí còn duy trì trong chiến đấu trung cùng nhiệt, ngực lại trống rỗng thiếu một mảng lớn. Phốc một lần, tại trần một dưới chân quảng thành hai nửa. Khói đen tự như châu chấu, âm vang nhào về phía trác ứng hải thi thể. Trần một lão đảo lui lại, sắc mặt trắng bệch vịnh lan can, một mặt thất lạc thì thầm tự trách, ta không muốn hạ sát thủ. Ai? Hắn tự hồ còn mang không ít thủ hạ. Ân. Chương 102, Linh Quang Chú Nam Dương Phủ Thành, Thượng Lâm Phường, Trần Trạch Trần Mộc Bình tĩnh từ cổng đi qua, liếc mắt cách đó không xa càng phát ra tươi tốt cây thụ lớn đi ra năm đầu đường phố đẩy ra một tòa nhị tiếng trạch viện đại môn hắn đã trở lại nam dương phủ thành ba ngày mới nơi ở vật dụng trong nhà mới đều đặt mua chỉnh tề nếu là ngủ quỷ túi to lớn hơn nữa một chút là tốt rồi trần mộc phàn nàn cái này dạng hắn liền có thể mang theo trong người nhà đi không cần phải một chỗ liền phải mua một bộ hoàn toàn mới nồi chén bầu bồn lúc chạng vạn tối mặt trời chiều ngã về tây giới giáp đúng giờ đi tới mới sân nhỏ. Trần Mộc từ trong phòng chuyển ra cái loan lỗ rơi sơn tứ phương bàn, đặt ở giữa sân làm bàn ăn. Ngươi có thể chuyển về trước kia trụ sở. Giới giáp đảo mắt một vòng đạo. Vạn nhất bị người tra tới cửa làm sao bây giờ? Trần Mộc trợn mắt trừng một cái. Ngươi có thân phận mới. Giới giáp đưa cho Trần Mộc một cái thật dày phong thư. Trần Mộc trút ra thư tín, Ninh Lan huyện, Trần Ất, danh tự này có phải là quá tùy ý một chút? Giới giáp nhìn cũng không nhìn Trần Mộc, theo thường lệ xuất ra màu trắng khăn tay lau bộ đồ ăn. Danh tự không giống, mặt không giống. Thân cao cũng không một dạng, người có thể chuyển về ở. Giới giáp chấp nhất đạo. Cái này trạch viện cũng coi như rộng rãi. Nhưng hiển nhiên không bằng lầu gỗ tiểu viện xinh đẹp thoải mái dễ chịu. Lớn điều tra đã đình chỉ. Giới giáp nghĩ nghĩ lại bổ sung, trong bóng tối đều đã đình chỉ. Trần Mộc không nói lời nào. Chính là ngừng hắn cũng không dám về. Ra trác ứng hải cái này việc sự. Hắn và Kinh Hồng ban cựu oán là càng kết càng lớn rồi. Ngươi lại đã làm gì? Giới giáp mí mắt cũng không khỏi nâng lên một điểm. Đúng vậy a, à, ta đều đã làm gì? Trần Mộc mờ mịt nhìn xem giới giáp. Giới giáp vàng sáng con mắt chuyển động, liếc Trần Mộc liếc mắt, biết rồi lần này đến phiên Trần Mộc Mộng bức rồi. Ngươi biết cái gì ngươi sẽ biết. Sau bữa ăn, Trần Mộc ân cần cho giới giáp trót nước trà, xuất ra từ tâm nguyên trà lâu phỏng chế tới năm loại mềm nhu bánh ngọt. Hỏi. Giới giáp uống trà ăn bánh ngọt, một mặt lạnh nhạt nói. Hắc hắc. Trần Mộc xoa xoa tay, ta chính là muốn biết, bích nhãn kim viên luyện hình thuật thần ý đồ có phải hay không bị thế gia từng dở trò. Không có. Giới giáp thản nhiên nói. Vậy ta làm sao cảm giác tàn khuyết không đầy đủ đâu? Trần Mộc không tin. Ảo giác. Giới giáp vẫn như cũ bình tĩnh. Ta không có khả năng cảm giác sai. Trần Mộc cứng cổ trừng mắt giới giáp. Giới giáp liếc liếc mắt Trần Mộc bình tĩnh nói, không luyện được, không phải ngươi hoài nghi thần ý đồ lý. Ông. Trần Mộc cười tủm tỉm đem đen nhánh tay phải tại giới giáp trước mắt lung lay giới giáp mí mắt lập tức nâng lên ba điểm, ngươi thật không có đạo cốt. Trần Mộc một mặt nghiêm nghị, ngươi biết. Ta chính là người bình thường. Có thể có hôm nay thành tích, toàn bộ nhờ ta không ngừng cố gắng. Giới giáp. Ta làm sao lại như vậy không tin đâu. Đã có thể luyện thành pháp lực, thần ý độ đương nhiên hoàn chỉnh. Giới giáp thản nhiên nói. Không có khả năng. Trần Mộc khoát tay. Nếu là hoàn chỉnh, bản thân hòa thần ý đồ đạt được độ thuần thục sẽ không ít như vậy. Khẳng định không hoàn toàn. Trần Mộc chắc chắn. Giới giáp ngoài ý muốn nhìn xem Trần Mộc, suy nghĩ một chút nói, thần ý đồ là hoàn chỉnh. Nhưng ý nào đó mà nói, nó xác thực lại là không hoàn chỉnh. Trần Mộc lập tức lộ ra tiếu dung, ta liền nói nó có thiếu hụt. Nhất định là thế gia dở trò quỷ. Giới giáp lắc đầu, thế gia luyện cùng ngươi luyện, trên bản chất là một loại đồ vật làm sao lại như vậy trần mộc ngạc nhiên giới giáp đáy mắt lóe qua một vệt huỳnh quang quay đầu nhìn về phía trần mộc tay trái trần mộc chết muốn tiền cho 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 tranh thủ thời gian cho ta nói rõ ràng trần mộc hào sản móc ra một khối kim bánh bột ngô đập lại giới giáp trước mặt hắn cảm thấy liên quan tới thần ý đồ chân tướng phi thường trọng yếu không ngại dùng nhiều ít tiền giới giáp cúi đầu nhìn kim bánh, ngón trỏ điểm ở kim bánh, nhẹ nhàng đẩy về Trần Mộc trước người, đổi ngân. Sự thật nhiều. Trần Mộc lại từ trong tay áo cho hắn móc ra ba bốn mươi lượng bạc đưa cho giới giáp. Chỉ cần có thể luyện được pháp lực, liền đại biểu thần ý đồ hoàn chỉnh. Giới giáp không nhanh không chậm xoa ngân châu. Nói nó không hoàn toàn là bởi vì thần ý đồ chung quy là phiên bản đơn giản hóa. Bách ý linh quan chú phiên bản đơn giản hóa. Có ý tứ gì? Trần Mộc có chút mộng, không có quá nghe rõ. Sở hữu thần ý đồ toàn bộ đến từ Bách Ý Linh Quang Chú, có thể nói là Linh Quang Chú bố trí trước phiên bản đơn giản hóa, nói như vậy, rõ chưa? Giới Giáp nhìn xem Trần Mộc chân thành nói. Trần Mộc lập tức cảm giác trung động không hiểu. Tồn tại không biết bao nhiêu năm, số lượng nhiều như đầy sao giống như luyện hình thuật. Lại đều đến từ cái này Bách Ý Linh Quang Chú. Con em thấy gia hộ thân linh quan, kỳ thật chính là bách ý linh quan chú thấp kém bản. Trần Mộc lập tức cảm thấy giống như là ngày mùa hạ ăn khối băng trấn dưa hấu một dạng sảng khoái. Bí văn. Đây tuyệt đối là cái bí mật lớn nghe. Mặc dù hắn không rõ bách ý linh quan chú là cái gì, nhưng cái này không trở ngại hắn nhiệt huyết sôi trào. Một cái thế giới hoàn toàn mới tại hướng hắn triển khai. Bách ý linh quan chú nơi nào có, Trần Mộc tâm động vô cùng. Thế gia thì có. Giới giáp bình thản nói. Lại mẹ nó là thế gia. Trần Mộc thầm hận. Bọn này tinh trùng lên não chiếm quá nhiều tốt đồ vật. Phải nghĩ biện pháp lấy ra. Trần Mộc ngon ngoe muốn động. Bách ý linh quan chú A, luyện hình thuật tổ tông. Cái này cỡ nào trân quý. Đừng suy nghĩ, ngươi luyện không được. Giới giáp liếc qua liền biết Trần Mộc tâm tư ngươi làm sao sẽ biết ta luyện không được trần mộc không phục chính ngươi nói nha ngươi là người bình thường giới giáp thản nhiên nói trần mộc chỉ có thân có đạo cốt người mới có thể luyện ngươi cũng đừng nghĩ rồi giới giáp uống một ngụm trà bình tĩnh nói lại mẹ nó là đạo cốt đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi thật sự lợi hại như vậy nhiều lời vô ích thành thành thật thật nuôi ngươi phách lực đi thôi giới giáp đặt ở đũa đứng dậy rời đi. Trần Mộc bất đắc dĩ há to miệng. Vốn cho rằng tìm được cái đường tắt đâu, kết quả trực tiếp đem đường cho phá hỏng rồi. Trần Mộc thở dài. Vẫn là tiếp lấy soát ta luyện hình thuật đi. Trần Mộc nhún vai. Tỉ mỉ tính toán, hắn tới đây cái thế giới cũng liền ba năm rưỡi. Chính thức luyện võ không sai biệt lắm ba năm. Thời gian ba năm, hắn đã luyện thành hai loại luyện hình thuật, loại thứ ba vượng trắng luyện hình thuật vậy đã qua nữa. Khoảng cách 100 tuổi còn có gần 80 năm, làm gì cũng có thể luyện thành 80 loại luyện hình thuật. Có cái này 80 khối du phách làm nguồn suối, hắn còn cũng không tin không luyện được giáp phách. Nên cân nhắc sưu tập luyện hình thuật rồi. Trần Mộc sờ lên cầm như có điều suy nghĩ. 80 loại đâu, không dễ tìm. Thế gia khả năng có, nhưng nhân gia cũng không cho không. Bán mạng đổi bí tịch tính toán một chút. Sau này hãy nói, sau này hãy nói. Trần một lần nữa tiến vào quen thuộc lại đơn giản trạch nhà soát kinh nghiệm sinh hoạt. Vượng trắng luyện hình thuộc thuận lợi hoàn thành dịch cốt, tiến vào tam giai. Lần này hắn vậy mà không có cao lớn, chỉ là khớp nối trở nên càng linh hoạt chút. Dây chằng càng cứng rắn một chút. Cũng liền hai tay xương cốt tự hồ biến lớn cứng rồi mấy phần, để Trần một biết mình thật là tại tu luyện hình thuật quả nhiên không thể đối với mấy cái này phổ thông luyện hình thuật ông hy vọng quá lớn. Dịch tủy tốc độ tu luyện đồng dạng nhanh kinh người. Trần một đoán chừng, lại có cái hơn 20 ngày, liền có thể dịch tủy đại thành, chính thức bắt đầu nuôi phách. Trước trước sau sau cộng lại, hai tháng cũng chưa tới liền luyện hình đại thành. Nhỏ cây gà A. À. Đáng tiếc không thể luyện bách ý linh quan chú. Trần một canh cánh trong lòng. Lúc này mới phát hiện, so sánh thiên chi kiêu tử, hắn vẫn thật là là một người bình thường. Chương 103, Phong Ba Kim Thủy Giang Bờ, Xương Thủy Bến Tàu Kinh Hồng Thuyền lớn vững vàng dừng sát ở bến tàu, tự như bờ sông bên trên dọc theo đi một khối bán đảo. Lầu các tầng cao nhất Kinh Hồng trong đường. Kim Ngộ đoạn sắc mặt khó coi nghe thủ hạ báo cáo. Trác đường chủ tính cả hắn tùy tùng, hơn 10 người toàn bộ mất tích. Ngồi lâu thuyền tổn hại hơn phân nửa, tại nửa đường đổ bờ sông. Trên thuyền nhân viên tứ tán, chẳng biết đi đâu. Kim ngộ đoạn hung hăng vỗ bàn một cái, thật lớn mật, dám đối với ta kinh hồng ban một đường chi chủ hạ thủ. Truyền lệnh xuống, vùng ven sông lục soát. Nhất định phải cho ta tìm tới trác đường chủ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Còn có, thông tri Lý Tuấn. Sự tình xuất hiện ở hắn khu quản hạt, không cho ta cái thuyết pháp, hắn cái này ly gian đường đường chủ cũng đừng làm. Vâng. Thủ hạ run lẫy bẫy rời đi. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua ban chủ như thế nổi trận lôi đình. Chờ tất cả mọi người lui ra, tả thắng vội vàng an ủi, sư phụ bất giận. Dám đối với chúng ta động thủ, đường đến khẳng định không đơn giản. Tỷ như chu y cắt, lại hoặc là thành ý. Tả Thắng lo lắng, chúng ta phải làm tốt bị hắn toàn diện xung kích chuẩn bị. Bọn hắn cùng chu y các cừu oán cũng không nhỏ. Cùng thành ý mâu thuẫn đồng dạng to lớn. Kim Ngộ Đoạn phức tạp nhìn xem Tạ Thắng. "Thắng nhi, ta là thật sự nghĩ nghĩ hưu an hưởng tuổi già, ngươi không cần vì ta làm đến mức độ như thế." Tạ Thắng một mặt mộng bức. "Ta đã làm gì?" Kim Ngộ Đoạn trên mặt lộ ra yên vui thần sắc, không sai ngươi cái gì cũng không còn làm. Bất luận kẻ nào hỏi, ngươi liền một ngụm muốn chết, nói là chu y các gây hấn, nói là thành ý trả thù. Chuyện này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nghe rõ chưa? Kim ngộ đoạn tha thiết đề điểm. Tạ thắng. Xong. Lại hiểu lầm. Ta đây mấy ngày một mực tại bế quan luyện công, căn bản không có thời gian đi tìm trác đường chủ phiền phức. Tạ thắng nghiêm túc giải thích. Kim ngộ đoạn biến sắc, nhỏ giọng dùng một chút. Tai vách mạch rừng. Vĩnh tai tỉ mỉ lắng nghe một lát, phát hiện xung quanh 10 mét không người, lúc này mới buông lỏng một hơi. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra tiếu dung, đúng, chính là cái này thái độ, ngươi cái gì cũng không còn làm, biết sao. Tả thắng ủy khuất nghĩ nhảy xong. Cái này thật mẹ nói chuyện không liên quan đến ta. Đúng đúng đúng, cái này ủy khuất biểu lộ phi thường đúng chỗ phải gìn giữ. Tạ Thắng Đại lương năm 640, 15 tháng 12 Thời tiết chuyển lạnh, phương Bắc không khí lạnh cuối cùng ảnh hưởng đến Nam Dương Phủ, đáng tiếc vậy lạnh có hạn. Trần Mộc mặc một thân áo mỏng, hai tay ôm một cái đổ đầy trà sữa chén gỗ, ngồi ở dưới mái hiên trên ghế xích đu thưởng thức mặt trời lặng. Hắn hô hấp sâu cạn biến hóa cấp tốc, bảo trì đặc biệt tiết tấu dưới quần áo cơ bắp vậy đi theo hô hấp biến hóa thỉnh thoảng gãy đồng. Vài ngày trước, vườn trắng luyện hình thuộc thuận lợi hoàn thành dịch tủy. Đối tố chất thân thể tăng phúc không ngoài dự liệu cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có hai tay chiều dài có chút tăng trưởng. Nuôi phách giai đoạn, tốc độ tu luyện ngược lại khôi phục bình thường. Trần Mộc Như có điều suy nghĩ. Hắn còn tưởng rằng nuôi phách cũng sẽ giống luyện hình thì bình thường, tốc độ cực nhanh. Nhưng thực tế nuôi phách tốc độ, cùng hồng chuẩn, bích nhãn kim viên luyện hình thuật so sánh, nhanh hơn một chút nhi, nhưng cũng có hạn. Là phách lực quá nhỏ, không có bao trùm sao. Vậy có lẽ vượng trắng luyện hình thuật nuôi ra tới phách lực, có thể càng lớn một chút. Ha ha. Trần Mộc nhúng nhúng vai, nhẹ nhõm nghĩ đến. Thời gian trôi qua, thời tiết càng phát ra lạnh. Trần Mộc mỗi ngày sinh hoạt quy luật. Giờ cơm nhi suy nghĩ mỹ thực thời gian khác soát độ thuần thục mệt mỏi ngay tại trên ghế nằm uống trà ngẩn người rút sạch bớt thời giờ sẽ còn đi nam bắc hai thành phố đi dạo mấy vòng tìm một chút nhi ăn ngon thuận tiện nghe ngóng một chút tin tức thời gian trôi qua nhàn nhã mà an nhàn nam thì bắc môn đền thờ ngoại có một mảnh đại quảng trường kia hơn mười là ai trần Mộc chen trong đám người tò mò nhìn bị trên kệ tứ phương trên bệ đá phạm nhân tội phạm một đêm cướp sạch hơn 10 cửa hàng, giết người không tính toán. Thuận tháp hà ra bên ngoài trốn thời điểm. Bị kinh hồng ban hảo hán phát hiện bắt lấy. Tại Nam Dương trong thành động thủ. Vậy nhưng thật không là bình thường tội phạm. Trần Mộc cảm thán Thiên hạ đại loạn, cái gì ngưu quỷ xà thần đều đi ra rồi. Ai nói không phải, hơn nữa còn gan to bằng trời, dám động kinh hồng ban sản nghiệp. Kinh hồng ban có thể tha bọn hắn, không có tự mình chém bọn hắn sọ não, kia cũng là xem ở thượng quan đại nhân trên mặt mũi rồi. Trần Mộc cũng không khỏi chật chật lắc đầu. Hắn tại Nam Dương Phủ sinh hoạt một năm, biết rõ Kinh Hồng Ban uy danh. Những người này lại còn dám cướp sạch Kinh Hồng Ban cửa hàng. Xác thực đủ lỗ mãn. Nghe nói là thiên tệ đường trác đường chủ cừu gia. Trác đường chủ không phải không sao. Những người này liền thấy báo thù hy vọng, giết người đoạt tiền. Nghe nói trác đường chủ có hai đứa con trai ngay tại trong cửa hàng kiểm toán, vừa lúc bị đám người này đụng tới. Cái kia thảm u. Trần Mộc nghe giật mình trong lòng. Trác ứng hải vừa chết, trác gia vậy đi theo xui xẻo rồi. Ai bảo lão đầu kia bụng dạ độc ác, thà giết lầm chớ không tha lầm. Sau khi chết bị người trả thù, cũng liền không thể tránh được. Cái này đều nhóm thứ ba đi. Chật chật. Người nhà họ trác cũng là đến hỏng bét cả người cả của hai mất nếu không phải kinh hồng ban xuất lực đuổi bắt hung phạm đó mới là thật thảm trần mộc không khỏi thổn thức bất luận bao lớn gia nghiệp bao lớn uy danh chết rồi liền vạn sự đều tiêu con cháu còn phải đi theo chịu tội bảo đảm ở mạng nhỏ gấp rút a trần mộc được dẫn dắt rất nhiều trần mộc quay đầu hướng xuân phong lâu đi đến rất lâu không nhìn ngọc đào cô nương giáng múa nhớ nàng ban đêm 7-8 giờ, đèn hoa mới lên, Nam Dương phủ sống về đêm chính thịnh. Trần Mộc cũng đã ăn uống no đủ, nghịch Nam thị náo nhiệt dòng người, lắc ung dung hướng nhà đi. Đi ngang qua Bắc môn quảng trường, lờ mờ nhìn thấy chém đầu trên đài hơi hắc huyết dấu vết, không khỏi lắc đầu. Vừa muốn đi, đột nhiên khẽ giật mình, nhớ tới trắng thiên nhân trong đám nghị luận. Lấy ở đâu nhiều như vậy điên cùng tội phạm? Không để ý Nam Dương quan phủ, cũng không sợ kinh hồng bang cứ như vậy trắng trợn đối phó trác gia. Ừm. trong này không có chuyện gì a à. gió mát quét trần mộc không khỏi rùng mình một cái chỉ sợ là có người coi trọng trác ứng hải to lớn gia sản a à. thế đạo hiểm ác trần mộc không còn dám nhiều nghĩ vội vạn về nhà trác ứng hải tử vong sự kiện xác thực gây nên một làn gió sóng người nhà họ trác liên tục gặp nạn cuối cùng nghe nói là kinh hồng ban ra mặt, phái người bảo hộ, này mới khiến những cái kia tội phạm sợ ném chuột vỡ bình, yên tĩnh xuống. Bên trong đến cùng có cái gì nội tình? Trần Mộc biểu thị cái này dư quá lớn, hắn ăn không vô, không dám nữa nghe ngóng. Làn gió này sống đến nhanh, đi cũng nhanh. Tự như Kinh Hồng Bang cùng Nam Dương quan Phủ đều không muốn làm lớn chuyện. Bên ngoài hết lớn phải vì trác ứng hại báo thù, muốn đem hung phạm bắt. Thế nhưng chỉ có Kinh Hồng ban ra mặt lặng lẽ sưu tập tin tức, cũng không còn làm lên lần loại kia đại quy mô điều tra, mà lại rất nhanh liền không còn động tĩnh. Vẫn là con em thế gia quý giá a." Trần Mộc vui vẻ cảm khái. Điều tra lực độ nhỏ mới tốt, hắn an toàn hơn. Nguyên bản tòa tiểu viện kia, liền minh xác đăng ký tại trần giáp danh nghĩa, có thể từ bắt đầu đến cuối cùng đều không người đi ra ngược lại là có hai đợt kẻ trộm đi vào xem qua. Một người trong đó còn không có vào viện tử, liền bị trên đầu tường châm nhỏ cho say ngất rồi. Một cái khác ngược lại là lật tiến vào, có thể viện tử đã bị ngủ quỷ túi thổi qua một lần, hắn cuối cùng chỉ từ trong hồ nước thuận đầu dài bằng bàn tay cá trắm cỏ mà đi. Chương 104, Diệu người một khi đắm chìm trong một chuyện nào đó bên trong liền dễ quên thời gian chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm đã đến một năm mới cuối năm lúc nam dương phủ rõ ràng náo nhiệt lên nam bắc hai thành phố dòng người tăng mạnh trên đường giăng đèn kết hoa tràn ngập ăn tết bầu không khí trần một cùng nhau hai ngày náo nhiệt nếm trải một đống lớn quà vặt sau đó lại về nhà hoàn toàn như trước đây trạch ở mỗi ngày dậy sớm trần Mộc mở mắt ra liền đi nhìn độ thuần thục tự như kiếp trước hắn mở mắt đi trước sờ điện thoại đồng dạng. Chỗ bất đồng là Điện thoại sẽ lập tức bắt hắn lại lực chú ý, để hắn lãng phí đại lượng thời gian soát video nhìn. Có thế độ thuần thục lại thúc giục hắn nhanh lên một chút trời giường, nhanh đi soát kinh nghiệm. Nếu như không phải thế giới bên ngoài quá mức nguy hiểm, Trần Mộc cảm giác mình có ăn có uống liền có thể trạch đến thiên hoang địa lão. Phía tây dưới mái hiên, Trần Mộc ngồi vào lung lay ghế dựa bên cạnh bàn con bên trên đặt vào trà sữa thanh thủy còn có đậu xanh thuốc cao trần một thỉnh thoảng hướng trong miệng đưa một khối bánh đậu xanh thích ý hưởng thụ buổi chiều nhàn nhã thời gian tay trái khói đen tràn ngập một cái trứng ngỗng lớn bình sứ hiển hiện hóa long đang đến cùng có gì đặc thù trần một đổ ra một viên tinh hồng đang dược đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ nó vì cái gì có thể nhanh chóng tăng cường phách lực tập võ hơn hai năm hắn rõ ràng minh bạch phách lực có bao nhiêu khó nuôi ăn thịt thuốc bổ ăn một đống lớn cũng không thấy phách lực tăng trưởng hết lần này tới lần khác hóa long đang có thể để cho phách lực nhanh chóng chồng chất phải tiếp tục suy nghĩ trần một thói quen đem đang dược đặt ở chóp mũi ngửi ngửi nếm là không dám nếm chỉ có thể dựa vào khứu giác một chút xíu phân biệt thành phần công việc này hắn một mực làm tiếp đáng tiếc tiến triển như rùa bò Nương theo cây độc mùi sông vào lỗ mũi, nhiều loại dược liệu hiển hiện não hải. Ừm. Lại đoán được một loại. Trần Mộc hài lòng thu hồi hóa long đan. Trước mắt hắn đã phân phân biệt ra trong đó 13 vị dược tài. Nhanh. Trần Mộc hơi có mong đợi nghĩ đến. Bất quá hắn không nghĩ bản thân ăn. Tai họa ngầm vô pháp lẫn tránh, lại chủ dược chiếu điện hồng nắm giữ ở thế gia trong tay không có nguyên liệu hắn vậy phỏng chế không ra. Trần Mộc chỉ muốn hiểu rõ cái này đồ vật thôi hóa phách lực nguyên lý. Thu hồi hóa long đan, uống một ngụm thanh thủy súc miệng. Cầm lấy bàn con bên trên vải ướt sát tay, Trần Mộc đứng dậy đi tới phòng ốc phía đông. Nơi đó xếp đặt cái dài mảnh bàn, phía trên phủ lên một tấm cùng cái bàn chờ trường bạch giấy. Nhắm mắt có chút nghĩ nghĩ, nâng bút chấm mực, hai cái điểm tuyến phát họa mà thành đồ án xuất hiện vẫn là hai điểm độ thuần thục. Trần Mộc biểu môi. Nếu có thể dùng tranh vẽ năng lực soát ra linh quan chú là tốt rồi. Trần Mộc lòng tham nghĩ đến. Đáng tiếc, hội họa chỉ gia tăng tranh vẽ độ thuần thục. Nhiều lắm là sung làm giám định sư, nói cho hắn biết thần ý đồ cùng linh quan chú chênh lệch. Lại sẽ không nói cho hắn biết như thế nào đền bù loại này chênh lệch. Sưu tập luyện hình thuật sao? Trần Mộc có chút do dự dựa theo điển hình người xuyên việc cách làm nhất định là nhanh chóng cướp đoạt luyện hình thuật sau đó không ngừng chồng giáp nhanh chóng luyện thành giáp phách nhưng là đi thật như vậy làm nó có chút phí mệnh phí bản thân mệnh ân vậy phí mạng của người khác trần mộc không quá muốn động dù sao một trăm tuổi kỳ hạn còn rất xa đúng không trần mộc ngồi vào lung lay ghế dựa bưng lên trà sữa đắc ý uống một ngụm hắn đã muốn an nhàn nhẹ nhõm một chút lại có cái gì sai. Kiếp trước làm sa chi cu cu. Liều mạng như thế cũng không còn sống tốt bao nhiêu. Như thường được ăn hố củ dưa chua. Lại nói. Rồi nói sau. Kim Thủy Giang, thường dương đảo. Kinh Hồng ban tọa hạm đổ đảo bên cạnh. Trong đảo trong đại điện, tỳ khấu thanh cười tủng tỉm ngồi ở vị trí đầu. Kim Ngộ đoạn đứng tại phía dưới, có chút không người, đem bao quát trác ứng hại bỏ mình ở bên trong biến cố, từng cái nói cho ti khấu thanh. Kim thúc vất vả. Ti khấu thanh cười nói, một chút việc nhỏ kim thúc nhìn xem xử lý là tốt rồi. Kim ngộ đoạn dừng một chút, lộ ra một nụ cười khổ. Hắn đều nhanh đã quên, ở nơi này chút con em thế gia trong mắt. Đừng nói trác ứng hải một cái đường chủ, coi như kinh hồng ban toàn diệt, cũng chưa chắc là bao lớn sự phải chăng muốn lần nữa tìm kiếm thành ý? Giữ lại hắn thủy chung là cái tai họa ngầm. Kim ngộ đoạn điều chỉnh cảm xúc hỏi. Ti khấu thanh nghĩ nghĩ, được rồi, tùy hắn đi đi. Tiểu đạo đồng đã bị đưa về gia tộc, đối phương tuyệt không có khả năng tìm tới nếu là đối phương thật nghĩ tìm thiên cơ lệnh, có lẽ là một cái không sai giúp đỡ. Ti khấu thanh thậm chí nổi lên mời chào tâm tư. Kim ngộ đoạn giật mình trong lòng thành ý thế nhưng là giết chết ti khấu ngọc hung thủ cái này đều có thể mời chào ngày mai triệu tập nhân thủ trù bị vật tư sau năm ngày ta muốn tiếp tục bắt thượng luyện binh ti khấu thanh phân phó nói vâng kim ngộ đoạn lập tức thu liễm tâm tư cung kính lĩnh mệnh ti khấu thanh hài lòng gật đầu nàng được mau chóng luyện được một nhóm người có thể dùng được giúp nàng tìm kiếm thiên cơ lệnh tìm tới đạo cốt đồng tử, gia tộc tất nhiên sẽ chuẩn bị cho nàng thiên cơ lệnh. Nhưng nếu như nàng có thể lại tìm một viên thậm chí nhiều mai, liền có thể từ gia tộc trong bảo khố hối đoái cái khác ban thưởng. Đại lương năm 641, 21 tháng 1, thời tiết sáng sủa. Vốn là cái phổ phổ thông thông một ngày. Trần Mộc lại tại sao rau thời điểm đột nhiên trở nên hoảng hốt. Sau đó trên hai tay cánh tay cạnh ngoài, liền hiện ra hai khối đống đen hai khối trứng chim cút lớn nhỏ du phách. Trần Mộc một cao hứng, vừa sáng sớm liền cho mình nấu cái giò. Không nghĩ tới, a à, không nghĩ tới, người cái này nhỏ cây gà, lại vẫn tiến hóa thành đại hỏa gà rồi. Hồng chuẩn luyện hình thuật dạy vào lâu như vậy, liền cho hắn hai đậu nành. Vượng trắng luyện hình thuật xuôi gió xuôi nước, một đường bị ghét bỏ, kết quả ngược lại phần thưởng hai người bọn họ trứng chim cút. Kia hát hổ luyện hình thuật. Trần Mộc không khỏi mong đợi. Đều không để ý tới cảm thụ phách lực biến hóa, xế chiều hôm đó liền đem hắc hổ dịch cân luyện thành. Nam thị phiền lâu, xuân phong lâu. Lầu một trong đại sảnh ánh đèn mông lung. Trung ương sân khấu bên trên, âm nhạc nhẹ nhàng, xinh đẹp ca cơ gián múa xinh đẹp. Sân khấu chính phía dưới trong phòng kế, bảy tám cái thô hào giang hồ hán tử không ngừng uống rượu oẳn tu tì. Một cái râu tóc nửa bạc, hơn 50 tuổi gầy gò lão giả ngồi ở trung gian, trái ông phải ấp, được không khoái hoạt. Mấy người đều là vừa gia nhập kinh hồng ban tán nhân. Gầy gò lão giả thực lực mạnh nhất, tuổi tác lớn nhất. Cũng là mấy người người lãnh đạo trực tiếp. Các lão, ngài làm sao lại tuyển luyện hình thuật? Bên cạnh một cái thấp lè tè tráng hán vào đầu không hiểu hỏi. Ngài luyện hình nhiều năm, nói không chừng mấy cái hóa lông đang xuống dưới, liền dịch tủy đại thành cố gắng một chút, lại nhiều làm mấy khỏa hóa long đan, nói không chừng còn có thể nuôi ra phách lực. Các lão đắc ý uống một ngụm điềm hương rượu trái cây, niên cấp lớn đi, cũng không có các ngươi những này thanh niên hùng tâm tráng chí. Ba viên hóa long đan có lẽ có thể để cho ta dịch tủy đại thành. Nhưng chúng ta rốt cuộc là kẻ ngoại lai. Cho dù luyện hình đại thành, cho cái đà chủ liền tối đa. Hơn nữa còn là sông pha chiến đấu bán mạng đà chủ lần này kinh hồng ban trắng trận nhận người, xử lý sự tình đoán chừng rất nguy hiểm. Vạn nhất ta không còn, ta kia cả một nhà người làm sao xử lý. Ngược lại không bằng tuyển một bản cao minh hơn luyện hình thuật, phúc phận nhưng có thể kéo dài mấy đời. Các lão khoan thai tự đắc. Thấp lè tè lập tức đối các lão duỗi ra ngón tay cái, tán thật sâu mưu lo xa. Đấy mắt lại lóe qua một tia khinh thường. Trước dùng hóa long đang đem thực lực nhất lên, lại lập đại công khi đó chẳng phải là nghĩ tuyển cái gì liền tuyển cái gì lão nhân này chính là không còn anh dũng dành trước chi tâm các lão người già thành tinh nhìn ra đối phương tâm tư cũng không để ý hắn vậy trẻ tuổi qua ai còn không có một chút thắng bại tâm nhưng kinh hồng ban công lao cũng không phải tốt như vậy lập làm không cẩn thận liền muốn bỏ mệnh cái này lăn đầu thanh phải nghĩ biện pháp ném ra các lão có thể hay không cho chúng ta nói một chút ngài chọn kia luyện hình thuật có gì chỗ tinh diệu? Thấp lè tè hiếu kỳ hỏi. Lời này lập tức cao đến các lão chỗ ngứa, hắc hắc, ta lựa chọn luyện hình thuật gọi bạch ngọc thiềm thư. Này hô hấp pháp phức tạp huyền diệu, nhưng lại rất dễ nắm giữ. Hậu nhân như theo luật tu luyện. Tối thiểu nhập môn sẽ đơn giản hai phần. Mọi người đều biết, hô hấp pháp là luyện hình thuật mấu chốt, càng tỉ mỉ, biến hóa càng nhiều, thì hiệu quả càng mạnh. Các ngươi biết rõ Bạch Ngọc Thiềm thừa dịch tủy cảnh hô hấp pháp, có bao nhiêu biến hóa sao? 108 loại. Hí. Mấy người lập tức sợ hãi tháng phục, quả nhiên là thượng đẳng diệu pháp. Bên trong góc, nhìn chầm chầm ngọc đào cô nương hoàng mỹ dáng người trần mộc cũng không nhìn được thì thầm, diệu, diệu, tuyệt không thể tả a. À. Chương 105, bạch ngọc thiềm thư nam dương phủ thành bắc kiến an môn phụ cận thông vận phường đêm hôm khuya khoắt các lão khẽ hát chậm ung dung hướng nhà đi đi đến một cái chỗ ngã ba các lão mơ mơ màng màng nhìn xem hai con đường đại lộ thẳng tắp rộng lớn nhưng rời nhà xa một chút đường nhỏ có chút uốn lượn nhưng có thể càng nhanh tới nhà ngày thường hắn chơi bé đường chật hẹp bất bình rất ít đi nhưng lúc này trời tối người yên Hắn mệt mỏi mí mắt đánh nhau. Trong lòng suy nghĩ dạo qua một vòng, quay đầu rời đi tiến vào đường nhỏ bên trong. Sáng tỏ dưới ánh trăng, một đoàn khói đen quỷ hỏa một dạng tung bay ở sau người trong bóng tối. Theo hắn vô thanh vô tức đi vào đường nhỏ. Nửa khắc đồng hồ sau, các lão đi ra cái hẻm nhỏ, đi tới cửa nhà, nhìn không được trùng mình một cái, hai tay nhìn không được hiển hiện một lớp da gà. Già rồi a. À, trong đêm này một ít khí lạnh đều chịu không được. Xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, các lão mở cửa về nhà. Qua loa rửa mặt liền chui vào ổ chăn ngủ say như chết. Một con đường bên ngoài, trên một cây đại thụ, Trần Mộc bất đắc dĩ thở dài một hơi, luyện hình thuật trọng yếu như vậy đồ vật, người trước khi ngủ cũng không nhìn liếc mắt sao? Cảm kích đi, may mắn ngươi đụng phải ta. Trần Mộc hừ nhẹ một tiếng. Nếu để cho cái khác người xuyên việt nhìn thấy tiểu hắc ngõ nhỏ ngươi đều đi không ra. Được rồi, ngày sau còn dài, luôn có thể tìm tới cơ hội. Trần Mộc thở dài một hơi, đứng dậy rời đi. Sau nửa canh giờ, trong phòng đang ngủ say các lão đột nhiên một cái giật mình tỉnh lại. Vô thanh vô tức xuống giường, nhỏ giọng mở cửa nhảy lên phòng trên đỉnh bốn phía dò xét. Hơn nửa ngày mới trở về phòng thở dài ra một hơi, đại khái là ta nghi thần nghi quỷ. Trở về trên đường, hắn luôn cảm giác có người nhìn chầm chầm hắn. Đây là hắn trà trộn giang hồ nhiều năm. Lại thật tốt sống tới ngày nay, kiếm đến to lớn gia nghiệp ỷ vào. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Ai? Các lão lắc đầu bật cười. Vạn nhất mắt lừa đâu, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trở về phòng bên trong thắp sáng ngọn đèn, từ trên tường chụp xuống một khối gạch xanh. Khinh trang nội bộ móc sạch, chứa lấy một cái dài bằng bàn tay, trứng gà phẩm chất vải vóc quyển trục. Đi đến dài mảnh trước bàn sách mở ra, mượn mờ nhạt ánh đèn tỉ mỉ phỏng đoán. Ai? Lúc trước ta luyện nếu là Bạch Ngọc Thiềm thừa luyện hình thuật, sớm 10 năm đã luyện hình đại thành. Thời vận không đủ. Các lão không khỏi thầm hận. Muốn hắn cũng là thiên phú tuyệt đỉnh hạng người. Kết quả bị công pháp tài nguyên có hạn chế, phí hoài cả đời, vậy còn tại dịch tủy giai đoạn đảo quanh cũng may ta cháu trai kia có càng cao khởi điểm các lão yên vui nhi tử thiên phú không cao xem như phế bỏ tôn tử lại cách đời kế thừa hắn tập võ tư chất lại phối hợp bản này bạch ngọc thiềm thừa luyện hình thuật chỉ cần an ổn vượt qua tích lũy kỳ nhất định có thể để cho các gia hưng thịnh lên bây giờ nhìn càng phát ra dụng tâm chờ hoàn thành kinh hồng ban nhiệm vụ lập tức trở về gia giáo đạo tiểu tôn tử nhập môn. Chỉ là nhìn một chút. Đã cảm thấy trước mắt tinh tế chữ viết trở nên mơ hồ, trở nên xinh đẹp, trở nên giống như là xuân phong lâu cô nương đang khiêu vũ. Phu phu. Các lão tráng một lần liền đập vào dài mảnh trên bàn. Thảo. Quả nhiên mẹ nó mắc lừa. Hai khắc đồng hồ về sau, gian phòng gốc Tây Bắc hang chuột miệng, nằm hai con mê mang chuột trên xà nhà quăng ngã một con con dơi. Cây đèn bên cạnh, nằm một vòng ngủ say như chết tiểu trùng bươm bướm. Phốc. Một đoàn màu đỏ sương mù tại các lão chấp mũi nổ tung. Vốn là mê mang các lão, thân thể một trận rút rút, sau đó ngủ càng chết rồi. Trần Mộc đẩy cửa vào. Hai lòng nhìn xem mê thần khói tạo thành hiệu quả. Thật sự là diệu phát. Trần Mộc nhìn xem Bạch Ngọc thiềm thừa luyện hình thuật cảm thán nếu không phải không có thần ý đồ, hắn giá trị thậm chí so bích nhãn kim viên luyện hình thuật cũng cao hơn. Cướp đoạt ngàn năm, thế gia bên trong được giấu bao nhiêu tinh diệu công pháp. Trần Mộc trong mà thèm thẳng nuốt nước bọt. Được rồi. Không thể xúc động. Trần Mộc từ ngủ quỷ túi bên trong khứ trừ bút mực giấy nghiêng, tiện tay đem ngủ lợn chết một dạng các lão ném tới bên cạnh trên giường, sau đó bắt đầu phỏng theo. May mắn đi. Ngươi gặp được ta. Trần Mộc một bên nhanh chóng phỏng theo, vừa hướng các lão hư nhẹ. Nếu là gặp được người khác, thận đều cho ngươi giác đi. Mặt mo hướng xuống, cổ lệch xoay các lão toàn thân rung lên, tự hồ làm cái gì không được ác mộng. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Dương xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu vào các lão trên mặt. Các lão mí mắt vừa nhất, đột nhiên bừng tỉnh, một cái lý ngư đã đỉnh, phù phù một tiếng lại ngã ở trên giường. Lại không để ý tới đứng dậy, ngạc nhiên sợ lấy thời khắc truyền đến đau nhức cổ ha ha còn tại còn tại tối hôm qua hắn làm cái ác mộng mơ tới bị người chém đầu cái kia đau u nhưng vô luận hắn như thế nào kịch liệt đau nhất chính là vẫn chưa tỉnh lại vẫn chưa tỉnh lại mộng cứ tiếp tục lặp lại sau đó hắn liền bị chém suốt cả đêm cổ nguyên lai là bị sái cổ rồi các lão buông lỏng một hơi bị chặt cổ trước đó Hắn còn làm cái quái mộng. Mơ tới mình bị người dùng độc dược đánh ngã. Thật sự là giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, ta làm sao có thể bị chỉ là khói mê. Các lão đột nhiên cứng đờ cứng trắng. Cứng cổ nhìn về phía bàn đọc sách. Bạch Ngọc thiềm thư luyện hình thuộc mở ra hoàn toàn, nhàn nhạt mùi mực hương vị tại chóp mũi lượn lờ. Các lão. Thảo. Thật lâu, các lão mới lấy lại tinh thần một mặt cô đơn chuẩn bị thu thập luyện hình thuật. lần này gặp phải may mắn là một vị coi như có điểm máu chốt cường nhân, không có giết bản thân, cũng không còn trực tiếp đem luyện hình thuật lấy đi. đừng nghĩ để cho ta cảm kích ngươi. các lão cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, hắn còn chưa hề nếm qua loại này thiệt thòi lớn. mặt đều khí đỏ lên. nơi này là không thể ngốc rồi. các lão đi đến trước bàn sách nghĩ đến, nhà đều bị trộm tiếp tục ở nơi này chẳng phải là muốn chết. Đây là cái gì? Quyển trục bên cạnh lớn cỡ trứng gà bình sứ gây nên hắn chú ý. Cẩn thận mở ra cái nắp, dùng đũa kẹp lấy bên trong rất xa nghiêng đổ bình sứ. Hai viên củ lạc lớn tinh hồng dược hoàng lăn ra. Cái này đồ vật làm sao như vậy nhìn quen mắt, không thể nào. Các lão đều không để ý tới có phải là có độc, vội vàng cầm lên ngửi ngửi. Hóa long đan. Không sai được cái kia trọng hắn luyện hình thuật người lưu được. Đây coi là cái gì? Bố thí sao? Nhục nhã sao? Ta tuyệt đối sẽ không cảm kích ngươi. Các lão trong mắt đều vằn vện tia máu gầm thét. Tay phải bất động thanh sắc đem hóa long đang cất vào bình sứ, yên lặng ôm vào trong lòng. Các lão nhà 10 mét ngoại nhai trên đường. Một cái bữa sáng quầy ăn vặt. Trần một từ từ ăn lấy thoải mái trượt nhỏ mì hoành thánh thỉnh thoảng kẹp một khối bánh quế bánh tráng hành. Đại khái là sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện rồi. Trần Mộc chú ý tới các lão kia thành thật tay phải. Trần Mộc buông lỏng một hơi. Dù sao hắn giữ lại hóa long đang cũng vô dụng, cầm hai viên đổi một bản tin diệu luyện hình thuật phi thường có lời. Cũng không biết có thể hay không đi và những người khác đổi. Trần Mộc nhãn tình sáng lên. Trần Mộc biết rõ hóa long đang có hại, nhưng những này người giang hồ không biết Hóa Long đang có hố a. À. Hắn lập tức liền động lòng. Có thể nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ. Giang hồ hiểm ác, công bằng giao dịch cũng không tốt làm. Trần Mộc bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ngược lại là thực tình muốn dùng Hóa Long đang đổi bí tịch. Có thể những cái kia tâm ngoan thủ lạc người giang hồ lại khả năng muốn càng nhiều. Tỷ Như nói, mệnh của hắn. Dù sao lại thêm một bản luyện hình thuật vẫn là trung thực luyện đi. Chương 106, Tinh Túy Hai ngày sau, ban đêm Nam Dương Phủ, Thông Vận Phương Các lão vội vàng ăn xong cơm tối, tắm rửa thay quần áo, khoanh chân ngồi ở trên giường. Móc ra bình sứ, đổ ra một hạt hóa long đan, ánh mắt phức tạp nhìn xem tinh hồng dược hoàng. Ăn, vẫn là cho nhà giữ lại. Các lão thần sắc tràn ngập dãy dụa. Hắn đã 75, lần này mạo hiểm gia nhập Kinh Hồng Bang, chính là vì gia tộc Mưu Phúc Chỉ. Hóa Long đang cái này bí dược, hẳn là lưu cho gia tộc, lưu cho tiểu tôn tử. Thế nhưng là... Vạn nhất ta có thể luyện ra phách lực đâu? Các lão thần sắc biến hóa. Một viên. Các lão thần sắc kiên định, liền ăn một viên. Quyết định. Các lão không chút do dự nuốt vào tinh hồng dược hoàng. Không bao lâu, một dòng nước nóng liền từ dạ dày dâng lên, cấp tốc trải rộng toàn thân. Thời gian trôi qua, nhiệt lưu không có yếu bớt, ngược lại không ngừng tăng cường. Cả người hắn cũng bắt đầu bốc lên màu trắng hơi nước. Kịch liệt thống khổ và nhường cho người điên cuồng cảm giác tê ngứa, đồng thời đánh lên đại não. Liền tự như có vô số tay nhỏ tiến vào thể nội, không ngừng xé rách toàn thân cơ bắp xương cốt. Sau đó lại để cho bọn hắn nháy mắt khép lại. Nghĩ đến phục dụng Hóa Long đang giới thiệu, các lão cố nén gầm thét lên tiếng đau đớn. Lập tức nhảy xuống giường bắt đầu vận chuyển luyện hình thuật. Dĩ vãng uống say đều có thể thuần thục đánh ra tới động tác, giờ phút này trở nên vô cùng gian nan. Động một chút giống như là tra tấn. Sau nửa canh giờ, các lão tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt vằn vện tia máu, khóe miệng mang theo vô ý thức chảy ra ngụm nước. Trên mặt lại tràn đầy cùng nhiệt tiếu dung. a à. Ha ha! Ta luyện hình đại thành rồi. Tám chín mét bên ngoài, một khu nhà nhỏ trong nội viện. Trần Mộc nhíu mày thu hồi âm hồn người giấy. Tự hồ có thể nháy mắt hoàn thành toàn thân tổ chức phá hư cùng khép lại. Cũng trong quá trình này hoàn thành đối thân thể cường hóa cải tạo. Đáng tiếc vẫn là không rõ vì sao lại có loại hiệu quả này. Ai? Nhìn cái tịch mịch còn phải tiếp lấy suy nghĩ. Trần Mộc thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Liên tiếp nhìn chầm chầm đối phương hai ngày, lúc này mới xác định các lão không có ý định báo cáo kinh hồng bang, cũng không còn tìm hắn báo thù dấu hiệu. Xem ra không dùng tiếp tục chầm chầm. Ân. Ừ. Được rồi, lại chầm chầm hắn ba ngày đi. Thời gian vội vàng, bán nguyệt thoáng một cái đã qua. Trần Mộc hoàn toàn như trước đây trạch trong nhà soát độ thuần thục. Hát hổ luyện hình thuật, 9.044 nghìn nhị giai, không bao lâu, liền có thể tu luyện Bạch Ngọc Thiềm thừa luyện hình thuật rồi. Trần Mộc có chút chờ mong. Vì mau hơn soát độ thuần thục. Trần Mộc tạm hoãn Bạch Ngọc Thiềm thừa nhập môn, một lòng chồng chất hát hổ luyện hình thuật. Cũng may hát hổ luyện hình thuật không thay đổi nhỏ cây gà bản sắc, kinh nghiệm soát nhanh chóng. Ngồi vào dưới mái hiên lung lay ghế dựa, Trần Mộc cầm khăn mặt lau đi cái trán mồ hôi rịn, uống một ngụm trà sữa nghỉ ngơi. Tay trái khói đen tràn ngập, thói quen móc trà hóa lông đang phân tích. Mặc dù biết các lão kia là hậu tích bạc phát. Đến đột phá biên giới, cho nên mới có hiệu quả. Nhưng này vẫn như cũ để trần một lòng ngứa ngáy khó nhìn. Chiếu điện hồng rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Bản thân có tường xám phần mềm hắt, đều phải vất vả soát độ thuần thục, cái này đồ vật nhưng có thể nhường cho người phi tốc tăng lên, làm sao có thể thấy không thèm cây độc mùi tràn vào chóp mũi. 15 loại dược liệu lại não hải rõ ràng thoáng hiện. Căn cứ mùi nồng hậu, Trần Mộc thậm chí có thể phát giác mỗi loại dược vật thành phần hàm lượng. Trần Mộc một mặt mộng bức. Trước đó kia suy nghĩ lâu như vậy đều không hiểu. Hôm nay là thế nào? Trước đó còn ngạo tượng cao lạnh nữ thần, hôm nay sau ngọc đào cô nương còn cởi mở. Trong lòng khẽ động, Trần Mộc lập tức điều tra độ thuần thục, nhìn chăm chú vào chế dược thuật một cột chế dược thuật tám mươi sáu nghìn tứ dai bất tri bất giác lại tiếng dai rồi niềm vui ngoài ý muốn từ khi hắn chuyên tâm soát luyện hình thuật độ thuần thục về sau cái khác kỹ năng cũng chỉ tại mỗi ngày thời gian nhàn hạ soát quét một cái không nghĩ tới chế dược thuật lại tiếng dai nha hiện tại cũng chỉ thiếu kém một mực chiếu điện hồng rồi thượng lâm phường chạng vạn tối trần mộc cố ý mua một tấm cổ kính hoàn toàn mới tứ phương bàn bên cạnh mang lên bao trùm nệm êm ghế bành thủy tinh giò cá hầm phiến thịt bò kho phong vị thịt khô ba bốn nhanh xào rau sống một chậu cá viên canh còn có một giỏ hiện nướng lão tề da đĩa bánh toàn bộ cái bàn tràn đầy dưới mái hiên bạn con bên trên thậm chí còn bày xong sau bữa ăn điểm tâm ngọt trà lạnh nước trái cây giới giáp vào cửa bước chân cũng không khỏi một bữa cảnh giác nhìn xem trần mộc ngươi tùy tiện hỏi nhưng ta không nhất định nói trần mộc cười hì hì giá cả tùy tiện mở giới giáp mí mắt lập tức nâng lên ba điểm khoan thai làm được tứ phương bàn trước lấy khăn tay ra bắt đầu lau bộ đồ ăn hỏi đi chiếu điện hồng là cái gì trần mộc nóng bỏng nhìn xem giới giáp trung thực nuôi ngươi phách lực giới giáp liếc liếc mắt trần mộc thản nhiên nói trần mộc cười hắc hắc ta không ăn ta cũng không có như vậy thiển cận giới giáp hồ nghi nhìn xem trần mộc chiếu điện hồng có thể nhanh chóng đẩy tới tu vi thiên hạ luyện võ mười người có chín cái cũng đỡ không nổi dụ hoặc ta chính là chồng luyện hình thuật cũng có thể tích tụ ra giáp phách a trần mộc trợn mắt trừng một cái giới giáp không khỏi gật đầu ngươi đúng là cái quái vật trần mộc cười hắc hắc thức thời dân lên bạch ngân mười lượng Chiếu Điện Hồng là sinh linh tinh khí thần tam bảo tinh túy. Bàn môn bí pháp có thể tinh luyện. Phách lực tu luyện, tương tự liên quan đến cái nhân tinh khí thần. Phục dụng Chiếu Điện Hồng, cái nhân tinh khí thần liền sẽ ô nhiễm, phách lực liền sẽ hỗn tạp. Ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện. Sinh linh. Trần Mộc có loại dự cảm không tốt. Giới giáp liếc liếc mắt Trần Mộc, chính là ngươi nghĩ như vậy. Trần Mộc giật mình trong lòng, người không kém bao nhiêu đâu chiếu điện hồng dùng bí pháp từ người sống trên thân thu lấy tinh luyện trần Mộc lập tức có chút buồn nôn may mắn không ăn chiếu điện hồng a à, thế gia điên cuồng như vậy sao trần Mộc lòng tràn đầy phức tạp bọn này tinh trùng lên não thật mẹ nó là không làm việc người nên làm a à. hóa long đang đều là bọn hắn cung cấp chiếu điện hồng chính là bọn hắn tinh luyện quả thực không đem mạng người coi ra gì Trần Mộc không khỏi nghĩ đến lúc trước ti khấu ngọc cao nhân kia nhất đẳng thái độ. Chết rồi đáng đời. Làm chuyện này cũng không chỉ thế gia. Giới giáp thêm một khối thịt bò kho cửa vào, lông mày nhướng lên đạo. Còn nhớ rõ thanh sơn huyện trận kia sương mù sao? Không thể nào. Trần Mộc lập tức lòng còn sợ hãi. May mắn chạy nhanh. Sở dĩ sau này cái gọi là địa chấn hỏa hoạn, đều có người dở trò quỷ. Là ai? Thanh Phong Quán Trần Mộc Thành Minh kia tiểu đạo đồng sư môn còn có loại này ngoan nhân. Kia thành ý biết sao? Quá đáng sợ. Trần Mộc không khỏi rùng mình một cái, cho nên lúc ban đầu bọn hắn tu tế đàn đều là ngụy trang. Giới giáp gật đầu Thanh Phong Quán có loại bí pháp này, xem ra bọn hắn bước chân bất phàm. Trần Mộc như có điều suy nghĩ. Giới giáp con mắt chuyển động, liếc liếc mắt Trần Mộc, người nếu là nghĩ ngươi cũng có thể ý gì trần mộc một mặt mộng bức rất nhiều bàn môn pháp khí đều có rút ra tinh khí thần tam bảo tinh túy tác dụng giới giáp ý vị thâm trường nhìn trần mộc cánh tay phải ngũ quỷ túi trần mộc lập tức kinh ngạc hắn không khỏi nghĩ đến ngũ quỷ dời núi thôn phệ lực lượng cái này thật là có khả năng a à. không đúng giới giáp biết rõ ngũ quỷ túi à nha Lão gia hỏa này sẽ không muốn đoạt a. À. Thật động thủ, ta là cho hắn đâu, vẫn là cho hắn đâu. Thu hồi ngươi vẻ mặt đó. Giới giáp biểu môi, bất quá là cái ngũ quỷ túi mà thôi. Trần Mộc. Lão nhân này thật đúng là biết rõ a. À. Chương 107, Bắc thượng. Ngươi biết ngũ quỷ túi trần mộc kinh ngạc thiên sơn kinh truyền bá rất trọng giới giáp thản nhiên nói trần mộc hồ nghi ta làm sao chưa nghe nói qua giới giáp liếc trần mộc liếc mắt thật tốt nuôi ngươi phách lực trần mộc một mặt cười ngượng ngùng đây là bị ghét bỏ thực lực a trong lòng vẫn không khỏi khẽ động chẳng lẽ cái giang hồ này sau lưng còn có một ít bí ẩn vòng tròn vừa định hiếu kỳ đặt câu hỏi lại đột nhiên dừng lại Biết rồi thì phải làm thế nào đây? Ta lại không luyện thành giáp phách. Trần Mộc âm thầm lắc đầu. Biết quá nhiều. Dễ dàng nhường cho người mơ tưởng xa vời, vẫn là thực tế luyện công đi. Đưa tiễn giới giáp, Trần Mộc móc ra ngũ quỷ túi như có điều suy nghĩ. Ngũ quỷ túi có thế tinh luyện tam bảo tinh túy. Trần Mộc đối với lần này vậy mà không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Ngũ quỷ túi từ bắt đầu liền so sánh tà môn ăn thịt nuốt người, khói đen cuồn cuộn, xem xét cũng không phải là đứng đắn đồ chơi. Lại nhiều cái tà môn công dụng, tự hồ cũng không còn cái gì quá không được. Trần Mộc nhìn rất thoáng. Dùng tốt, đối với mình không có hại, sợ cái gì. Vẫn là trung thực soát ta luyện hình thuật đi. Biết hóa long đan, chiếu điện hồng bản chất, Trần Mộc liền đối cả hai mất đi hứng thú. Hắn lại không có ý định ăn, còn không bằng suy nghĩ một chút đi đâu làm càng nhiều luyện hình thuật. Trần Mộc tâm tư chuyển động. Các lão xuất hiện, để Trần Mộc có một chút tâm tư. Như loại này lớn tuổi, bắt đầu vì gia tộc hậu bối suy tính giang hộ tán nhân, không phải chỉ một cái đi. Trần Mộc con mắt không khỏi nheo lại, được lặng lẽ tìm hiểu tìm hiểu. Sở dĩ, Xuân Phong lâu còn phải tiếp lấy đi a. À? Ai? Cũng là vì luyện hình thuật, là cần thiết giao tiếp xã giao, không có cách nào. Nửa tháng sau. Chạng vạn tối, xuân phong lâu. Màu da cam đèn lồng cao thấp thác lạc treo ở đỉnh tim, đỏ lục băng rua kẹp ở ở giữa. Mông lung quang mang bên dưới, lụa mỏng bình phong trong phòng kế, vui cười âm thanh không dứt. Trần một lắc ung dung đi vào lầu một đại sảnh, theo thường lệ ngồi ở góc khuất gian phòng, thuần thuộc điểm một bàn lớn mỹ vị món ngon. Trần một hung hăng đổ bản thân một ngụm sữa bò, nhìn đau phất tay đem một cái muốn ăn chực xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đuổi đi. Dưới chân khói đen cuồn cuộn, ngũ quỷ người giấy hiển hiện, dọc theo mờ nhạt dưới ánh đèn âm ảnh, khắp nơi tản ra. Mấy cái kinh hồng ban liên hoan nhân viên trong phòng kế. Đều bị nhỏ người giấy giám sát âm thanh. Khuê đà chủ, ngài đi theo thượng sứ đi qua phía bắc, có thế cùng chúng ta nói một câu, chúng ta đây là đi làm gì không? Một cái mũi mang theo một điểm nốt trùi đen háng tử gầy yếu một mặt cười lấy lòng mà hỏi. Bên cạnh mấy người lập tức phụ họa. Nghe nói lần trước tử thương không ít, là gặp được đám lớn cường nhân đạo phỉ sao? Khuê Đà bưng chén rượu lên hung hăng rót vào trong miệng. Đừng nghĩ lấy chạy. Râu quai nón đều ngăn trở Khuê Đà trên mặt âm trầm, vậy không chạy được. Mấy cái háng tử lập tức hai mặt nhìn nhau. Chúng ta muốn đi quét dọn tà ma bảo cảnh an dân khuê đà biểu môi dẻo cợt nói vừa tàn nhẫn rót một chén rượu lần trước trải nghiệm còn tại trước mắt hắn cũng sợ a à. nói đùa cái gì nốt ruồi hán tử lập tức một mặt hoang đường trà trộn giang hồ có mấy cái người tốt để bọn hắn đi vì người bên ngoài loại trừ tà ma nếu không chạy đi nốt ruồi hán tử thận trọng nói mấy người khác ánh mắt lập tức lóe lên không chạy được, luyện qua tụ sa trận, chạy chính là chết. Khuê đà cười khổ. Trước đó hắn còn nghi hoặc, kinh hồng bang vì cái gì không cho bọn hắn bịt miệng, không sợ khủng hoảng truyền nhiễm. Đem người dọa chạy sao? Ban thưởng xác thực nhiều, đáng sợ người chết cũng không thiếu A, à. sau này nhìn thấy từng cái treo cột cờ thay khô, hắn mới biết được kinh hồng bang không có sợ hãi. Nghĩ bảo mệnh, đi mua ngay một chút hộ thân phù đi khuê đà vô ý thức nhéo nhéo ống tay áo quỷ thì bên trong có tổ minh phù vì mạng nhỏ nghĩ tán gia bại sản cũng cần mua một tấm mang theo khuê đà thực tình khuyến cáo lần trước nếu không có tổ minh phù hắn liền thật xong đời tổ minh phù quý sao mấy cái hán tử lập tức tâm động ba ngàn lượng bạch ngân một tấm khuê đà luyện gia trút trúc hí lại nói lại nói mấy cái hán tử cổ co trục lại, lập tức thịt đau lên. Mệnh trọng yếu vẫn là tiền trọng yếu. Khuê đà nhìn không được trăng dậy. Nghe đà chủ. Nốt trùi hán tử cười hắc hắc đồng ý, mấy người khác vậy đi theo pha trò. Khuê đà lắc đầu không khuyên nữa ngăn. Lần trước bọn hắn hơn 10 người một đợt vào đại liễu thụ thôn. Kết quả là hắn còn sống ra tới. Được rồi, tự cầu phúc đi. Bên trong góc, Trần Mộc nhìn không được một bữa. Khuê đà. Hắn lại muốn bắt thượng. Nói như vậy, Kinh Hồng Bang đã lại bắt đầu lại từ đầu luyện binh. Ti Khấu Thanh đã về rồi. Nàng có thể hay không tiếp lấy điều tra? Không thể hoảng. Không thể hoảng. Trần Mộc đè lại trong lòng sao động. Nàng vội vàng bắt thượng đánh âm hồn quái, sẽ không tin lực tiếp tục tra. Thành ý tự hồ bị vây công trọng thương, sự tình đại khái đã yên tĩnh. Mà lại đến nay không người nào biết ti khấu ngọc chết trên tay ta. Trần Mộc nổi lòng chậm rãi bình tĩnh, không khỏi nhớ tới khuê đã nói tới tin tức. Tổ minh phù tựa hồ có thế khắc chế tà ma. Sẽ không là cùng trừ tà phù một dạng mặt hàng A. Được tìm giới giáp hỏi thăm một chút. Nếu là thật, đắt đi nữa cũng được mua. Mặc dù đã có ngủ quỷ túi nhưng nhiều một tấm đối phó âm hồn quái ác chủ bài hắn liền có thể nhiều một chút an tâm tin tức đối với hắn hữu dụng đáng tiếc không phải hắn mong muốn các lão loại kia thích hợp hộ khách từ đầu đến cuối không tìm được không vội chậm rãi tìm kinh hồng ban nhận người vẫn như cũ không ngừng sớm tối có phù hợp yêu cầu trần mộc ăn uống no đủ kinh hồng ban mấy cái tiểu đoàn đội vẫn tại quảng tù tì uống rượu tán gẫu nội dung vậy dần dần hướng Xuân Phong lâu lầu hai trên lầu ba chạy. Trần Mộc nghe được không thú vị, đứng dậy rời đi. Trăng khuyết treo ở giữa không trung, ước chừng kiếp trước chừng 7-8 giờ. Bắc thì phiền lâu phụ cận trong chợ đêm chính náo nhiệt. Khu phố bên cạnh tiệm cơm trong trà lâu đèn đuốc sáng trưng. Kể chuyện nghe hát tán gẫu đánh cái rắm người hò hét âm ỉ. bên đường trên đường cũng có mượn cửa hàng ánh đèn bày quầy bán hàng con buông. Trần Mộc còn chứng kiến một cái điểm đèn lồng viết dùng thư tín thư sinh. Hơn hai năm trước kia, hắn cũng đã từng làm mấy ngày cái này môn kiếm sống. Nhìn đối phương quần áo giảng phổ, trên mặt mang theo sầu khổ, sinh ý đại khái khó thực hiện. Rồi cùng tiền thân khổ đời sinh ý thì giống nhau như đúc, trong trí nhớ, cảnh tượng này cơ hồ ngay tại hôm qua. Lại tự hồ tại quá khứ rất xa xưa. Hắn đến hoàn toàn thay đổi cổ thân thể này sinh mệnh quỷ tích mặc dù có chút sợ, nhưng cũng coi như đặc sắc. Tiền thân đại khái cũng là hài lòng đi. Trần Mộc nhún nhún vai. Tối thiểu trước mắt không lo ăn uống, sinh hoạt còn rất hưởng thụ. Tiến vào hẻm nhỏ, mấy lần cải biến dung mạo, thay đổi y phục. Tự như một cái u linh, cô độc nhưng lại thích ý đi ở trong dòng người, dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Nghĩ đến sau này sinh hoạt quy hoạch, Trần Mộc bất tri bất giác liền đi tới thông vận phường ngẩng đầu nhìn lên, một đầu cái hẻm nhỏ liền xuất hiện ở trước mắt. Hai bên là tường gạch ngói xám phòng ốc, dưới đất là đất vàng cái hố đường nhỏ, hai bên chân tường còn có xanh vàng giao nhau không biết tên cỏ dại. Dưới ánh trăng, hẻm nhỏ cuối cùng, một gốc quan lại khổng lồ cây đa lẳng lặng đứng thẳng. Tại sao lại chạy các lão đầu nơi này? Trần Mộc vỗ vỗ đầu ảo não nghĩ đến. Đại khái là quen thuộc thành tự nhiên dù sao đều đứt quản chầm chầm hắn một tháng. Đã đến rồi, sẽ thấy nhìn xem. Ừm. Hôm nay hẳn là thật sự là ngày cuối cùng rồi. Lão nhân này đại khái cũng muốn bắt thượng. Cũng không biết về sau còn có thể hay không gặp lại. Trần Mộc tiếc hận nghĩ đến. Người bình thường đụng tới âm hồn quái là thật không tốt sống a. À? Chương 108, Trừ Tà Thông vận phường, các lão trong trạch viện, đèn đuốc một điểm như đậu. Các lão sắc mặt khó coi ngồi ở trước bàn sách. Một bình sứ nhỏ đặt ở trước mắt hắn. Cái bình rỗng. Hắn nhìn không được. Thực lực tăng mạnh cảm giác quá có sức hấp dẫn rồi. Được rồi, Bạch Ngọc Thiềm thừa luyện hình thuật vẫn còn, lại được không hai viên hóa long đan, thỏa mãn đi các lão mặt mũi tràn đầy không cam lòng an ủi mình. Nếu mày suy tư nửa ngày, các lão cuối cùng hung hăng cắn răng một cái. Ta mẹ nó chính là không cam tâm a. À. Hắn đột nhiên đứng dậy, quay người từ trên tường móc ra khối kia trống rỗng gạch xanh. Từ bên trong xuất ra hai cái quyển trục. Đem một người trong đó quyển trục đặt ở trên bàn sách mở ra, các lão lông mày đều vặn thành một cái chữ xuyên, nhìn lại nhìn, cuối cùng đối không khí mở miệng. Khụ khụ, lão phu năm nay 75, luyện hình đại thành. Có này tu vi, bản này thiên xà luyện hình thuật không thể bỏ qua công lao. Pháp này đơn giản dễ vào tay, lực bộc phát 10 phần, là hiếm có diệu pháp. Ta lớn tuổi, phải vì tử tôn cân nhắc, nếu là có người có thể mua xuống bản này luyện hình thuật là tốt rồi. Các thanh huy một trận khoe khoang, đợi nửa ngày sau lại nhìn không được bổ sung. Ta muốn không nhiều, chỉ cần hai viên hóa long đan là được trong phòng một trận yên tĩnh chỉ còn lại ánh nến nẫu nhiên đồm đốp âm thanh cao nhân ngươi nếu không liền cho ta một viên không không nửa viên cũng được a à. các lão đối giữa không trung chấp tay mặt mũi tràn đầy lấy lòng rất giống kiếp trước âu phục dạy gia nhân viên chào hàng ngồi xổm ở cây đa lớn bên trên trần mộc cái này mẹ nó là cái gì quỷ triển khai có trá trần mộc tâm lập tức nhấc lên rồi âm hồn người giấy khắp nơi xuất kích Đem xung quanh nhìn rõ rõ ràng ràng. Không có cạm bẫy A. Trần Mộc nghi hoặc. Muốn hay không đi xem một chút. Hắn đang cần luyện hình thuật. Được rồi, để sau hãy nói. Trần Mộc lắc đầu bác bỏ, cũng đừng rơi vào không biết tên cạm bẫy. Hắn cứ như vậy một con nhìn xem các lão đầu biểu diễn, thẳng đến đối phương thất vọng thổi đèn đi ngủ mới đi. Hắn thật nghĩ bán luyện hình thuật trần mộc cảm giác đối phương không giống làm giả không được không thể gấp nam dương phủ phủ thành tây nam tri phủ nha môn các đại gia tộc đều ở chỗ này tụ tập ngoài vi còn đơn độc có xây một vòng tường thành trên đó thỉnh thoảng có binh sĩ tuần tra nam dương phủ cư dân xưng hô nơi đây vì nội thành ở lại trong đó người không phú thì quý nội thành đông thành bạch phủ bên ngoài xám gạch ngói vàng thành tường Bên trong đình đài lầu các san sát, giả sơn nước chảy vần quanh, thanh hồng hoa cỏ tô điểm. Bạch Diệu quân phân nửa bên trái trên thân treo một thân đại hồng trường sam, nửa bên phải treo một thân u lục trường sam, trước người đặt vào một cái đám người cao to lớn gương đồng, thỉnh thoảng xoay trái rẽ phải xem xét. Đỏ cái này đại khí, lục cái này chói sáng, a a a. Đến cùng nên xuyên thứ nào a? À. Công tử, canh giờ sắp đến rồi, chúng ta đi nhanh đi sau lưng một cái xinh xắn nha hoàng nhìn xem so với mình xinh đẹp hơn thiếu da mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhanh như vậy nhanh 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 tiểu hoàng mau nói cho ta biết cái nào kiện càng đẹp mắt bạch diệu quân vội vàng hỏi tiểu hoàng da mặt kéo ra hai cái cũng đẹp có thế ngươi đều không nên mặc mặc dù đều là thư sinh trường sam có thể nhan sắc theo thù một cái sau một cái diễm lệ cái này không phải các thiếu da nên mặc quần áo có thế quay đầu quét mắt treo đầy giá áo xanh xanh đỏ đỏ, tiểu hoàng nhào mắt bất đắc dĩ nói, đỏ. Tối thiểu cái này còn có thể hơi có vẻ dương cương một chút. Có thật không? Bạch Diệu quân hồn nghi, ta thế nào cảm giác lục đẹp mắt? Ta cảm thấy ngươi ngứa da. Một đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu đột nhiên trong phòng nổ vang. Phanh. Một con quạt hương bồ to bằng tay, quanh một lần xuyên thủng gương đồng, một thanh đắp lên bạch diệu quân trên mặt cả người cao 2 mét, cánh tay như cột sắt hùng tráng thân ảnh đột ngột xuất hiện ở gương đồng hậu phương. Tay trái bắt lấy bọc tại trên cánh tay phải gương đồng, xoẹt xẹt một lần liền đem gương đồng xé nát. Bạch tiểu nhị. Ta cho ngươi thêm một khắc đồng hồ, ngươi như chậm trễ canh giờ, gương đồng chính là của ngươi hà trang. Cường tráng thân ảnh tay trái bỗng nhiên một mảnh đen kịt, tiếp lấy một trận xoa nắng, trong tay gương đồng mảnh vỡ lập tức biến thành một cái đỏ bừng đồng hoàng đại tiểu thư. Tiểu hoàn toàn thân run lên, lập tức nơm nớp lo sợ cao giọng vấn an. Bạch Diệu Cẩn. Buông ra. Buông ra. Ngươi cho ta buông ra. Bạch Diệu Quân hai con trắng nõn tay nhỏ lóp bóp đập Bạch Diệu Cẩn cánh tay. Sau đó hắn thuận lợi đem mình tay cho đập đỏ. Lần này cùng thượng quan gia cùng nhau đi tới Ly Giang Thành. Ngươi nếu dám xuyên ngươi những cái kia loè loẹt ta liền đem ngươi lột sạch ném vào tháp hà. Bạch Diệu cẩn xích lại gần nhà mình để đợi bên tai nói khẽ. Bạch Diệu quân lập tức toàn thân cứng đờ. Cho hắn tìm kiện ra dáng y phục. Bạch Diệu cẩn nhìn xem tiểu hoàng phân phó. Chợt tiện tay hất lên, vẫn búp bê vải một dạng đem Bạch Diệu quân ném tới trên giường êm, quay người sải bước trời đi. Bả vai trong lúc lơ đáng đụng vào khung cửa. Răng rắc cửa phòng lập tức liền bị đụng rơi nửa phiến. Tiểu hoàng một cái giật mình, quay đầu đồng tình nhìn xem thiếu gia nhà mình. Liên tiếp ba ngày, trần mộc mỗi ngày ban đêm đi chầm chầm các lão đầu. Gia hỏa này vậy chấp nhất, khi trời tối liền bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi. Bắt đầu hoàng sinh sơ, đằng sau mấy ngày thuần thục, rồi cùng nói tấu đơn một dạng, đối không khí chính là một bữa phát ra. Hôm nay, các lão chính nước bọt bay tứ tung. Trước mắt đột nhiên một trận mơ hồ, tứ chi như nhũng ra tự như say rượu. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thật đúng là tới rồi. Phanh, không chờ hắn dọn xong tư thế, liền một đầu nện ở trên bàn sách, tiếp lấy một đoàn xương đỏ lại hắn giữa mũi miệng nổ tung. Sương mù kéo dài không tiêu tan, duy trì nửa canh giờ mới hoàn toàn biến mất. Một đoàn khói đen ở trên bàn sách hiển hiện, quyển trục chớp mắt biến mất không thấy gì nữa một cái to bằng trứng gà bình sứ trắng thay vào đó, lẳng lặng đứng ở mặt bàn. Lấy được luyện hình thuật quyển trục, Trần Mộc xoay người rời đi. Một đường nhiều lần thay đổi lộ tuyến, thay đổi y phục khuôn mặt, quyển trục đều đặc biệt tìm cái vứt bỏ trạch viện một lần nữa sao chết, nguyên bản trực tiếp ném vào tháp hà. Dày vào nửa đêm, mới lặng lẽ trở lại nơi ở, đêm hôm khuya khoắc, Trần Mộc nhóm lửa ngọn đèn. Không kịp chờ đợi lật xem thiên xà luyện hình thuật. Không bằng bạch ngọc thiềm thư, mạnh hơn hồng chuẩn bạch hổ, cái này mua bán không lỗ. Trần Mộc vui sướng hài lòng thu hồi luyện hình thuật. Hóa Long đang hắn giữ lại vô dụng, nhiều lắm là để giới giáp bán đổi tiền. Đến cùng còn đánh giá thấp Hóa Long đang đối người giang hồ dụ hoặc. Trần Mộc cảm khái. Lần này, trên tay hắn thì có năm loại luyện hình thuật rồi. Sâu A, luyện không đến, ha ha. Nội thành, thành Bắc. Thượng quan gia hậu viện. Thượng quan kỷ một thân kim tuyến áo đen, diện mạo hơn 40 tuổi, tướng mạo nho nhã, khí chất ôn hòa. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này tự như tiên sinh dạy học giống như người, lại là Nam Dương Phủ đệ nhất cao thủ. Giờ phút này hắn đang ngồi ở trong lương định khoan thai thưởng thức trà. Phụ thân, mẫu thân cùng mùi mùi đã tụ hợp bạch gia, cùng tiến lên trước thuyền hướng Ly Giang Thành. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi vào đình nghỉ mát đối phương một thân màu đen ngọn nguồn áo. Trên thân bộ một cái màu nâu đậm giáp da, khuôn mặt thanh tú, cùng thượng quan Kỷ có ba điểm tương tự. Người này chính là thượng quan gia đại công tử, thang sơn doanh thống soái, thượng quan Ngọc. Nơi đó tới gần Thủ Dương Sơn, tà ma không dám làm loạn, an toàn vô ưu. Thượng quan Kỷ buông lỏng nói. Thượng quan Kỷ ngồi ở đối diện cầm lấy ấm trà cho mình rót chén trà uống xong gương mặt muốn nói lại thôi ngọc nhi có lời gì muốn nói thượng quan kỹ ôn hòa hỏi thật nếu để cho tiểu mùi gả cho bạch diệu quân thượng quan ngọc châu mày thượng quan kỹ cười ha ha vậy nếu không ngươi đi cưới bạch diệu cẩn thượng quan ngọc nghĩ đến cái kia so với mình còn hùng tráng hơn thân ảnh lập tức nhìn không được trùng mình một cái ha ha thượng quan kỹ nhìn không được cười to bạch diệu cẩn mặt dù dài thô kệch một chút nhi thiên phú lại là tuyệt đỉnh ngươi nếu là không ghét bỏ ta còn thật hy vọng ngươi cưới nàng quỷ khuất mùi mùi thượng quan ngọc một mặt nghiêm mặt ha ha thượng quan kỹ cười khẽ không có ở tiếp tục trêu chọc nhi tử ngươi cũng nên bắt thượng rồi vâng thượng quan ngọc nghiêm nghị đến đem trừ tà kính mang lên thượng quan kỹ nói khẽ. Không còn trừ tà kính, tà mà tất nhiên sẽ va chạm Nam Dương Phủ. Thượng quan ngọc biến sắc. Không có việc gì. Thượng quan ngọc ôn hòa nói, loạn thế đương đạo, bất quá là chết một chút người mà thôi. Liên sợ có người thừa cơ sinh sự, tản lời đồn đại, hỏng nhà ta thanh danh. Thượng quan ngọc lo lắng. Vậy liền để tà ma tới mãnh liệt hơn một chút. Thượng quan kỹ cười ha hả, tà ma làm loạn, diệt đi ba năm cái gia tộc còn không phải dễ như trở bàn tay. Thượng quan ngọc lộ ra tiếu dung, phụ thân cao minh. Phải chăng muốn ta lưu lại một đội người hỗ trợ? Không dùng. Ngươi an tâm bắt thượng tìm kiếm thiên cơ lệnh. Phải. Lên khung cảm nghĩ quyển sách trưa mai 12 điểm lên khung. Đầu tiên là cầu thủ đặt trước, sau đó cùng đại gia tâm sự. Nói thật, quyển sách này thành tích hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Nơi này muốn cảm tạ biên tập lưu tin cho tới nay trợ giúp, cho ta các loại đề cử. Càng muốn cảm tạ các vị độc giả sự ủng hộ của các bạn, chính là các ngươi yêu thích, để quyển sách này có trước mắt thành tích. Lên khung trước có thể có năm vạn cất giữ, thật sự là vượt quá dự liệu của ta cao hứng rất nhiều, ta cũng biết có loại sợ hãi cảm giác, là thật sợ, sợ viết không tốt, sợ cô phụ các vị độc giả bằng hữu chờ mong nhưng đã bắt đầu, cũng nên tiếp tục tiếp tục viết. Quyển sách này dự tính ban đầu, chính là nghĩ viết một cái đến nơi đến chốn, nhẹ nhõm chút cố sự. Nói một chút đổi mới bạo chương. Khả năng bạo không được. Quả thực ao ước những ngày kia càng tám ngàn một vạn các tác giả. Ta vậy nghĩ bạo, đáng tiếc trình độ có hạn, mỗi ngày hơn bốn nghìn đã đến cực hạn. Ta là buổi tối tan việc sau gõ chữ, đằng sau nếu như không có biến hóa, Ta cơ bản có thể bảo chứng mỗi ngày hai canh hơn bốn nghìn chữ. Nếu như ban ngày có thể mò cá, là hơn viết một chút. Không có cách nào mò cá, cũng chỉ có thể như vậy. Mời các vị độc giả bằng hữu thứ lỗi. Nhiều năm gõ chữ, ta đã nhận rõ bản thân chỉ là người bình thường. Không có thiên phú, không có ngộ tính, không có nghị lực, ta vậy nghĩ có độ thuần thuộc phần mềm HA, ha ha. Trước kia vậy huyễn tượng thành thần hiện tại a à. ha ha cũng may cũng coi như tìm tới gõ chữ dự tính ban đầu thử đi viết một cái nhẹ nhõm cố sự đến như lên khung cùng ngày đổi mới bao nhiêu ta cũng không biết những cái kia tăng thêm quy tắc cái gì chúng ta cũng không làm ta cố gắng viết một chút mọi người xem cái vui vẻ là tốt rồi trước đó còn muốn tích lũy một chút tôn cảo kết quả bởi vì công tác nguyên nhân không có gạt ra thời gian thất bại đêm nay nhất định là muốn thức đêm gõ chữ vây nhốt trò chuyện tiếp trò chuyện bình luận bình thường ta không quá thấy thế nào bình luận ít cùng đại gia hổ động ta biết rõ cái này cũng không tốt nhưng là không có cách nào trước kia gõ chữ nhìn bình luận có đôi khi một đầu bình luận liền sẽ ảnh hưởng tâm tính sau này dứt khoát cũng không thấy thế nào rồi cái này đối các vị phê bình độc giả tới nói không công bằng nhưng vì cam đoan tiếp tục phát ra tâm thái ta chỉ có thể trước cái này dạng đương nhiên có đôi khi trong lòng cũng quả thực hiếu kỳ sẽ nhìn không ngừng nhìn hai mắt các vị các bằng hữu sung sướng hồi phục luôn có thể để cho ta cười ra tiếng còn có không ít độc giả cho ra rất nhiều đúng trọng tâm ý kiến không nhìn bình luận không tham dự hỗ động đúng là tổn thất nhưng vì bảo trì tâm tính ta khả năng thời gian ngắn vẫn là loại này thao tác ở đây cho cho vị độc giả các bằng hữu nói tiếng thật có lỗi. Cuối cùng, cầu đặt mua, cầu thủ đặt trước. Chương 109, Kinh Hỷ Kim Thủy Giang Bờ, Sương Thủy Bến Tàu Kinh Hồng Thuyền lớn bên cạnh, mấy chục đầu 50 mét thuyền lớn thành hàng đổ. Tại một chiếc to lớn lâu thuyền dẫn dắt đi, có thứ tự rời đi bến tàu, chậm rãi xuôi theo gian bắc bên trên. Dẫn đầu lâu thuyền hơn 100 mét, hai bên đều có 5 cái năm 6 mét đường kính phiến lá tàu thủy. Giờ phút này tàu thủy ổn định nhanh chóng xoay tròn, nặng nề thuyền rồng lập tức phá sóng mà đi. Trần Mộc đứng tại bờ sông Duyệt Lai Tửu Lâu tầng 2. Nhìn xem thuyền lớn một mặt cảm khái. Mở mang hiểu biết rồi. Kiếp trước hắn đều không có thấy tận mắt như thế lâu thuyền lớn mà lại nghe quán rượu bên trong tiếng nghị luận kia to lớn phát thủy một vòng lại toàn bộ nhờ nhân lực khu động luyện hình thuật thật mẹ nó thần kỳ trần mộc không khỏi nhã rảnh lớn như vậy tàu thủy toàn bộ nhờ luyện võ đi thôi động mấu chốt còn chạy rất nhanh trần mộc không khỏi nghĩ đến vị kia chết đã lâu lâm sát đường chủ đối phương liền thao một tay tốt thuyền có thể đem thuyền gỗ nhỏ lắc ra khỏi mô to thuyền tốc độ ta bên trên đại khái ta cũng được. Trần Mộc lại liếc mắt nhìn từ từ đi xa thuyền lớn, quay người rời đi. Cũng không biết còn có thể hay không gặp lại các lão đâu. Trần Mộc thở dài một hơi. Tốt bao nhiêu nhà bán A, à, đáng tiếc muốn đi theo kinh hồng bàn bắt thượng đánh tà ma. Cửu tử nhất sinh U. Nam Dương Phủ Thành Nam Yên ổn môn. Một đội mấy trăm nhân mã đội cưỡi ngựa ra khỏi thành. Những người này từng cái áo đen giáp da, lập tức treo trường đao, bên hông cài lấy đoạn đao, mặt không biểu tình, tràn đầy túc sát. Xem xét chính là trải qua huấn luyện binh lính tinh nhuệ. Cửa thành người qua đường cấp tốc trốn ở hai bên đường, không dám chút nào va chạm. Đây là nhóm thứ mấy rồi? Đóng quân thành bên trong thang sơn quân không ngừng điều về doanh, sẽ không cần đánh giặc đi. Không phải, nghe nói là muốn đi phía bắc tiểu phỉ. Phòng ngừa loạn quân xuôi nam xâm lấn may mắn thang sơn quân che chở nghe nói phía bắc đại loạn mười phòng chín không trần mộc trốn ở trong đám người nhìn xem mấy trăm kỵ mang theo cuồn cuộn đất vàng nhanh chóng đi tiểu phỉ không kia đại khái cũng là đi tìm âm hồn quái luyện binh khỏe mạnh thời gian bất quá tại sao phải đi trêu chọc những món kia đây muốn tìm đồ vật cứ như vậy trân quý trần mộc nhíu mày lần này là thật có chút tò mò được rồi các ngươi lãng các ngươi, ta vẫn là tiếp tục trạch lấy đi. Dù sao hắn có độ thuần thuộc phần mềm hắc nơi tay. Sớm tối có thể soát ra thực lực cường đại. Đến lúc đó đỉnh lấy giáp phách, muốn đi nơi nào lãng đều được. Đại lương năm 649, 19 tháng 2. Thượng Lâm Phường, Trần Trạch. Trần Mộc bắp thịt toàn thân lần nữa tăng vọt, nhất là cánh tay cánh tay. Bộc phát nháy mắt, đều nhanh có dưa ha mi lớn như vậy. Trần Mộc bình tĩnh đứng tại giữa sân, bình tĩnh bảo trì hắc hổ luyện hình thuật hô hấp pháp. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Mộc thân thể khôi phục cường tráng gầy gò trạng thái. Hắn lần thứ tư dịch tủy rồi. Tựa hồ nhanh hơn một chút. Tu luyện vườn trắng luyện hình thuật. Hắn toàn lực ứng phó 20 ngày mới hoàn thành dịch tủy. Tu luyện hát hổ luyện hình thuật, trong lúc đó lại là giám thị các lão đầu, lại là tản bộ ra ngoài nhìn kinh hồng ban xuất phát. Kết quả chỉ dùng 19 ngày liền hoàn thành dịch tủy Chồng không thành giáp A à. Trần Mộc tiếc núi Luyện luyện hình thuật càng nhiều Thân thể cải tạo càng toàn diện Cái này khiến hắn đến tiếp sau tu luyện càng nhanh Nhưng là tuyệt hắn ma quỷ cơ bắp người mộng tưởng Chạng vạn tối Trên bàn cơm Trần Mộc nghĩ đến Nam Dương gần nhất động tỉnh Cuối cùng nhìn không được hiếu kỳ hỏi Kinh Hồng Bang cùng Thang Sơn Quân đến cùng đang tìm cái gì A à? đối với ngươi không dùng. Giới giáp chậm rãi ăn cơm, nhìn cũng không nhìn Trần Mộc. Bọn hắn cái này dạng không chút kiên kỵ trêu chọc tà ma, ta sợ bị liên lụy. Trần Mộc lo lắng nói. Ngươi lá gan thật là lớn. Giới giáp liếc liếc mắt Trần Mộc đạo. Ta minh bạch, ta minh bạch. Trần Mộc cười hì hì, tiện tay đưa lên đã sớm chuẩn bị xong 10 lượng bạc trắng. Thiên cơ lệnh. Đồ vật tại tà ma trong ổ. Trần Mộc cảm thấy rất kỳ lạ, thật sự là một đám người không sợ chết. Trăm năm về sau, ngươi cũng được tìm. Giới giáp thản nhiên nói. Ý gì? Trần Mộc sững sờ. Mười năm luyện hình, trăm năm nuôi phách. Mở thiên môn, tăng trưởng sinh. Giới giáp bình tĩnh nói, giáp phách về sau cái gọi là mở thiên môn, cần thiên cơ lệnh. Sẽ không những biện pháp khác. Trần Mộc đương thời liền có một chút đau đầu để hắn xông tà ma ổ nói đùa cái gì có thể đi đoạt người khác hoặc là ngươi có thế lại tìm cái thân có đạo cốt người giới giáp liếc liếc mắt trần mộc đạo đạo cốt thiên phú hạng hữu người tài giỏi như thế xa so với thiên cơ lệnh trân quý trần mộc đột nhiên giật mình thành minh tiểu đạo đồng thật có đạo cốt trách không được thành ý chặt như vậy trương thành minh tình cảm là một di động thiên cơ lệnh sở dĩ đêm đó thành ý xông vào xuân phong cát, là bởi vì ti khấu ngọc cướp đi thành minh. Lại vừa lúc cho ta cổng nồi. Tốt thành minh. Trần Mộc vui tươi hớn hở, không ủng công ta cho ngươi đầu nhiều như vậy ăn ngon. Ta muốn mua một tấm tổ minh phù. Trần Mộc vì chuyện này nhi suy nghĩ vài ngày. Trước mắt hắn biết rõ đối phó âm hồn quái thủ đoạn có ba loại. Pháp khí, giáp phách, đặc thù công pháp. Hắn chỉ có ngũ quỷ túi, còn không xác định hiệu quả mạnh cỡ nào. Tổ minh phù tin tức từ khuê đà. Gia hỏa này thật gặp qua âm hồn quái, còn dựa vào phù triện sống sót. Trước đó cùng khuê đà ăn cơm nói chuyện phím. Tên kia nói lập lờ nước đôi, chỉ lo nói tà ma kinh khủng, trần mộc đương thời cũng không còn hứng thú thăm hỏi. Thẳng đến lần này Xuân Phong lâu sưu tập tin tức, mới ngoại ý muốn biết được tổ minh phù tồn tại. 3.500 lượng một tấm giới giáp mí mắt nâng lên ba điểm, thẳng nhiên nói. Trần Mộc. Cái này chết muốn tiền lại mẹ nó cho ta thêm giá. Khuê đà rõ ràng chỉ phí ba ngàn lượng liền mua được một tấm. Trần Mộc bất động thanh sắc, nghi hoặc nhìn giới giáp, đắt như thế. Nhưng ta bằng hữu mua, làm sao chỉ cần hai nghìn tám trăm lượng. Giới giáp mặt không cảm giác liếc liếc mắt Trần Mộc, sau đó cấp tốc chém đinh chặt sắc nói, thành giao lần này đến phiên trần mộc mộng bức rồi báo cao khuê đà làm hại ta a à? hoặc là khuê đà cũng bị hố hoặc là kia mặt đen râu quai nón mẹ nó muốn hố người khác cho trần mộc một mặt thịt người đau ra bên ngoài móc bạc nên tiết kiệm thì tiết kiệm nên xài thì xài trừ ta tránh sát bảo bối đắt đi nữa cũng được mua kinh hồng ban hơn phân nửa lực lượng bắt thượng thang sơn doanh toàn quân xuất phát Toàn bộ Nam Dương Phủ Thành, đột nhiên một lần quạng cu ẻ xuống tới. Trên đường phố, phách lối giang hồ hào khách biến mất không thấy gì nữa. Côn đồ vô lại ngược lại giật lên tới. Phiền lâu, hồng thuyền, nam thị, bắc thị. Khắp nơi đều có thân ảnh của bọn hắn. Ban đêm, trăng sáng treo cao. Tháp hà mặt sông màu trắng hơi khói phiêu đảng. Một đám vô lại côn đồ tụ tập tại một nơi bí ẩn bến tàu nhỏ bên trên, từng cái la lối ông sầm, nói chuyện khí thế ngất trời. Một cái cao gầy dẫn đầu côn đồ một mặt đắc ý, khi bán mì hoành thánh lão lý đầu lại vẫn cầm kinh hồng ban ép ta. Hắn không biết huyện quan không bằng hiện quản sao. Kinh hồng ban đều đến phía bắc đào bảo đi, nào có thời gian lý bọn hắn bọn này dân đen. Ta một cước đem hắn chân cho đạp gãy rồi. Lão đầu kia lúc này mới ngoan ngoãn giao tiền. Hắn còn tưởng rằng cái này liền xong, ha ha ta muốn ăn hắn cả một đời. Đại ca anh Minh. Đại ca hảo thủ đoạn. Dẫn đầu côn đồ một mặt tự đắc. Nghe nói lão lý đầu còn có cái xinh đẹp nữ nhi. Bên cạnh một cái mập lùn côn đồ mắt nhỏ xoay quanh. Hắc hắc, ngươi cho rằng ta vì cái gì tìm lão lý đầu phiền phức. Dẫn đầu côn đồ lông mày nhướng lên. Mấy cái côn đồ lập tức làm càng cười to. Lúc này, một trận nhẹ nhàng êm tai tiếng ca từ mặt sông truyền đến mấy người lập tức nhìn không được nhìn lại một chiếc sơn đỏ thuyền lớn vô thanh vô tức phá vỡ màu trắng hơi nước thẳng đến bến tàu mà tới trên thuyền đèn đuốc sáng trưng sa mỏng màn cửa bên trong từng cái chỉ mặc một chút tấm vải vũ cơ chính theo âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa vũ cơ dáng người khác nhau có xinh xắn lanh lợi có thành thục thùy mị cao thấp mập ống tất cả đều tràn ngập sức hấp dẫn ta. Đều là của ta. Mới vừa rồi còn huyên náo không nghĩ vô lại công độ, tất cả đều thẳng tắp nhìn chầm chầm hồng thuyền vô ý thức thì thầm. Bọn hắn ánh mắt tan rã, mặt mũi tràn đầy si mê. Đều là của ta. Phu phu. Một đám người bên dưới sủi cảo một dạng nhảy vào trong nước, ra sức bơi về phía hồng thuyền. Không bao lâu, thuyền lớn lần nữa chui vào sương mù màu trắng bên trong, chỉ để lại điểm điểm mờ nhạt đèn đuốc, tại trong sương mù như ẩn như hiện. Đây chính là tổ minh phù. Trần Mộc đánh giá dài bằng bàn tay, màu nâu bằng da lá bùa. Hắn còn tưởng rằng cùng trừ tà phù giống nhau là giấy vàng phù đâu. Quy lực khác biệt, gánh chịu vật liền không giống. Giới giáp giải thích một câu. Chỗ nào có thể học vẽ phù tay nghề? Trần Mộc nóng bỏng nhìn xem giới giáp. Hắn có độ thuần thục, nếu có thể lá gan ra vẽ bùa kỹ thuật đến lúc đó trong túi thăm dò đầy tổ minh phù hắn còn sợ cái quỷ âm hồn quái giới giáp nhìn cũng không nhìn trần mộc xoay người rời đi trần mộc lập tức bất đắc dĩ hay là mình thực lực không đủ a à, biết rồi vậy học không được học xong đoán chừng vậy không dùng được phàm là có chút khả năng giới giáp cũng sẽ không bỏ qua cái này kiếm tiền cơ hội trần mộc phát hung ác buồn bực trong nhà chân không bước ra khỏi nhà soát luyện hình thuật liên tiếp một tháng không có đi ra ngoài. Hắc hổ luyện hình thuật còn không có luyện được phách lực, lại đến rồi cái ngoài ý muốn niềm vui. Dưới mái hiên, Trần Mộc xếp bằng ở lung lay trên ghế, cởi xuống với giày bắt đầu lây chân. Bàn chân bên trên, nguyên bản béo đậu nành đại phách lực đã biến thành hai cái béo đậu nành lớn. Hồng chuẩn luyện hình thuật phách lực trở nên lớn. Trần Mộc không khỏi nhìn về phía tường xám. Hồng chuẩn luyện hình thuật, cực hạn, Điều mục tin tức vẫn là cực hạn, nhưng phách lực lại thật sự tăng lớn gấp đôi. Không chỉ như vậy. Trần một cởi áo ra, lộ ra hai tay. Nơi đó vốn là vượng trắng luyện hình thuật du phách vị trí chỗ ở. Lúc này, nguyên bản trứng chim cúc lớn nhỏ phách lực, lại cũng lớn hơn một vòng. Hồng chuẩn luyện hình thuật du phách tăng lên, lại vẫn có thể tăng lên cái khác phách lực. Trần một con mắt lập tức liền sáng lên. Tâm niệm vừa động, trong đầu hiển hiện mấy cái thần ý đồ. Nguyên bản mơ hồ không rõ hồng chuẩn thần ý đồ, càng trở nên rõ ràng mấy phần. Trước kia giống cách thủy tinh mờ, hiện tại giống cách một tầng sương mù, cuối cùng có thể nhìn thấy một chút hào quang ống ánh. Vốn cho rằng có thể lĩnh ngộ ra cái bí thuật, không nghĩ tới là tăng lên gấp bội phách lực. Hắn một mực không có từ bỏ đối hồng chuẩn luyện hình thuật. Có thời gian liền soát hai lần. Kết quả là cho hắn cái kinh hỷ lớn không ngừng tăng cường bản thân, còn tăng lên cái khác du phách. Trần Mộc không khỏi nhìn về phía vần quanh phần eo một vòng bích nhãn kim viên phách lực. Cái này nếu là thăng cấp. Liên động phía dưới, phách lực diện tích che phủ tích, chẳng phải là muốn tăng vọt. Không vội, không thể gấp gáp. Trần Mộc đè xuống trong lòng sao động. Phải đem lợi ích tối đại hóa. Trần Mộc không khỏi nhìn về phía bàn con bên trên hai cái quyển trục. Hắc hổ luyện hình thuật, Bạch Ngọc Thiềm thư luyện hình thuật, thiên xà luyện hình thuật, nếu như cái này ba loại luyện hình thuật toàn bộ luyện được du phách. Sau đó lại dùng bích nhãn kim viên phách lực đi tăng phúc. Trần Mộc sắc mặt lập tức đỏ lên. Chương 110, để mắt tới. Giới giáp nói luyện hình thuật là hoàn chỉnh. Hồng chuẩn luyện hình thuật luyện hình thuật đã đến cực hạn, tiếp tục xoát độ thuần thục, lĩnh ngộ tỷ lệ lớn là thần ý đồ kéo dài. Trần Mộc tỉnh táo phân tích hồng chuẩn luyện hình thuật tăng phúc nguyên nhân. Độ thuần thục để thần ý đồ tại hướng bách ý linh quan chú áp vào. Luyện hình thuật cũng đều xuất từ linh quan chú, sở dĩ nhất thông bách thông. Một cái tăng lên, cái khác cũng liền mang tăng lên. Trần Mộc có đại khái suy đoán. Nếu ta bắt lấy một cái thăng cấp, hẳn là cũng có thể luyện thành giáp phách dù sao tu luyện thần ý đồ lại không khó dùng cải tiến sau hô hấp pháp là tốt rồi thậm chí đi ở ngồi nằm đều có thể bảo trì còn bớt đi khắp nơi vơ vét luyện hình thuật bôn ba thế gia đám kia tinh trùng lên não thật không là đồ vật tốt đồ vật đều mẹ nó nắm ở trong tay chính mình trần mộc nhìn không được thầm mắng phàm là có cái cao minh luyện hình thuật có thể để cho ta du phách bao trùm nửa người chỉ cần đột phá một lần giáp phách nó chẳng phải thành sao. Hồng chuẩn luyện hình thuật du phách diện tích quá nhỏ. Liền một béo đậu nành. À. Cho dù bắt lấy béo đậu nành luyện. Dựa theo hai viên, bốn khỏa, tám khỏa đậu nành chờ so tính gộp lại. Mỗi tháng đột phá một lần, cũng được tiếp cận 12 năm mới có thế bao trùm toàn thân. Mỗi ba tháng đột phá một lần, liền 36 năm. Thời gian dài như vậy. Kỳ thật. Kỳ thật vậy vẫn được a. À. Trần Mộc đột nhiên vui vẻ. Chỉ cần làm từng bước, không tranh không đoạt, 50 tuổi liền có thể luyện thành giáp phách, cái kia cũng không kém nha. Các lão đầu đều 75 cũng mới luyện hình đại thành. Bản thân cái này cũng có thể coi là thiên tài. Nếu là dùng bích nhãn kim viên cứng rắn đi lên chồng, tốc độ càng nhanh. Nói không chừng một hai năm liền có thể giải quyết. Đáng tiếc cũng chỉ có thể ngẫm lại vui vẻ nửa ngày, Trần Mộc dừng lại. Hắn không xác định thần ý đồ phải chăng có thế một mực đột phá. Cũng không xác định mỗi lần đột phá hiệu quả. Vạn nhất mỗi lần chỉ gia tăng một viên đậu nành đâu. Vẫn phải là tiếp tục chồng chất luyện hình thuật. Trần Mộc có quyết định. Tương lai rất tốt đẹp, còn kém từng bước một đi tới. Trần Mộc trốn ở trong nhà, không để ý tới ngoại giới hỗn loạn. Sau năm ngày, hắc hổ luyện hình thuộc thuận lợi đạt tới cực hạn. Trong đầu lần nữa thêm ra một đoàn tinh điểm sợi tơ kết nối mà thành thần ý đồ. Hai lòng bàn tay, hai viên trứng chim cúc lớn nhỏ du phách hiển hiện. Từ bếp lò rút ra một cây củi, hai tay bắt lấy đột nhiên phát lực. Cứng trắng gỗ thông tự như xốp bánh gato, lập tức bị vồ nát chen bể. Ngón tay cầm nắm lực rõ ràng tăng cường. Tay phải khoác lên gạch xanh bếp lò bên trên nhẹ nhàng xẹt qua năm đạo có thể thấy rõ ràng vết cắt hiển hiện. Đầu ngón tay xương cốt da dẻ móng tay tựa hồ cũng càng thêm cứng rắn. Còn gom góp. Trần Mộc trở lại dưới mái hiên bàn con bên cạnh. Móc ra lật nhiều lần bạch ngọc thiềm thừa luyện hình thuật. Đây là một bản cấp cao luyện hình thuật, du phách diện tích rất đáng được chờ mong. Lần nữa đọc qua xác nhận hô hấp và động tĩnh tư thái. Trần Mộc đứng dậy diễn luyện. Không có mấy lần tìm đến cảm giác, khổng lồ cảm ngộ xông vào não hải. Lại một môn luyện hình thuộc hoàn thành dịch cân. Chạng vạn tối ăn cơm chiều, Trần Mộc tản bộ đến Bắc Thị Xuân Phong lâu, chuẩn bị lại cho bản thân ga tân bữa ăn. Hắn tu luyện nhiều loại luyện hình thuật, cho dù không có cách nào chồng giáp, tổ chức thân thể nhưng vượt xa bình thường võ giả. Tiêu hóa tốc độ nhanh, ăn nhiều hai bữa cũng không có vấn đề gì. Đi vào lầu một đại sảnh, ánh đèn mờ mờ bên dưới, hoàn thành tiếu ngữ không thôi. Trần Mộc sững sờ. Cái này có thế cùng một tháng trước không giống nhau lắm. Lúc trước Kinh Hồng Bang, Thang Sơn Doanh mang đi đại lượng giang hồ tán nhân. Trên đường quạng cua ẻ, Xuân Phong lâu bên trong cũng không làm sao náo nhiệt. Hiện tại thậm chí sau Kinh Hồng Bang không có bất thượng trước đó còn muốn náo nhiệt. Theo thường lệ ngồi vào góc khuất, điểm cả bàn món chính, đuổi đi ăn trực tiểu tỷ tỷ, bốn phía thả ra nhỏ người giấy. Trần Mộc liền một bên thám thính tin tức, một bên thưởng thức sân khấu biểu diễn. Lão ca, ngươi từ phía bắc tới được, có thể hay không nói cho chúng ta một chút bên kia rốt cuộc là tình huống gì? Đại sảnh phía đông một nơi trong phòng kế. Năm sáu người tập hợp một chỗ uống rượu tán gẫu. Một chữ, loạn. Một cái hơn 50 tuổi gầy còm lão giả lắc đầu thở dài. Bên ngoài kêu bên trên danh hiệu thì có 13 đường phản vương. To to nhỏ nhỏ vô lùng có lại càng không biết phồn mấy cùng triều đình đánh, cùng bản địa gia tộc quyền thế đánh, phản vương ở giữa còn tương hổ đánh. Hôm nay còn gọi bên trên danh hiệu phản vương, ngày mai khả năng sẽ không có. Thảm nhất đúng là phía dưới dân chúng, từng lần một bị vơ vét. Khi ta tới, thậm chí gặp được mấy cái bị tàn sát sạch sẽ huyện thành. Lão giả toàn thân rùng mình một cái. Tự như nghĩ tới điều gì khủng bố sự vật. Quá thảm a. À. Người chung quanh không khỏi nghe kinh hãi. So cái này còn thảm ban ngày liền quỷ ảnh ung tùm tà ma hoành hành lão giả lòng còn sợ hãi cảm thán so sánh dưới nam dương phụ quả thực chính là thế ngoại đào nguyên hy vọng thang sơn doanh có thế tiêu diệt đạo phỉ ngăn trở lưu dân loạn quân bên cạnh một người lo lắng cầu nguyện lão giả suy nghĩ một chút nói khoảng cách gần nhất phản vương gọi triều thiên vương không ai biết rõ lai lịch của hắn thủ hạ mười hai huynh đệ Từng cái luyện hình đại thành cũng may người này chiếm cứ phương bắc lương việt phủ cũng không xâm nhập phía nam chi ý, có hắn làm nam dương bình chướng, nơi này vẫn là rất an toàn. Từ xưa chiến loạn bất quá kim thủy giang, nơi này quá lệch, không phải thành long chi địa. Sở dĩ ta mới một đường chạy đến cái này đến tránh nạn, chúng ta nam dương phủ thành cũng không vắng vẻ. Người xem chúng ta kinh hồng ban nhận người đãi ngộ bên cạnh một người nháy mắt ra hiệu đắc ý nói ngươi còn chớ đắc ý phía bắc gia tộc quyền thế vậy nhận người vào cửa liền cho năm khỏa hoàng nha đan cùng loại kinh hồng ban hóa long đan thù lao này thế nào lão giả híp mắt cười nói tốt như vậy vài người khác lập tức hâm mộ hoài nghi nhân sinh kinh hồng ban mới cho hai viên nhưng có mệnh cầm không nhất định có mệnh ăn lão giả ý vị thâm trường phía bắc như vậy loạn một trận xung đột xuống tới, chết đến 10 cái 8 cái luyện hình đại thành quá thường gặp. Nếu không phải nguy hiểm như vậy, hắn làm gì đến Nam Dương? Mấy cái nhiều nhất dịch cốt hán tử lập tức tê cả da đầu. Tính toán một chút, vẫn là ở tại Nam Dương thoải mái. Bên trong góc, Trần Mộc nghe mấy người nói chuyện phím, không khỏi lòng còn sợ hãi. May mắn xuyên qua đến Nam Dương Phủ Thanh Sơn huyện. Phàm là dựa vào bắt một chút, ta à đều khả năng không lớn sống tới ngày nay hắn một mực trạch tại nam dương cho dù thanh sơn huyện lúc trước bị trộm phỉ loạn quân công phá hắn cũng không còn thụ cái gì tổn thương cùng đại lương nội địa chiến loạn so sánh điểm kia hỗn loạn quả thực là tiểu vu gặp đại vu phía bắc những cái kia thế gia cũng ở đây nhận người đánh âm hồn quái thiên cơ lệnh sức hấp dẫn thật là lớn trần mộc cười trên nỗi đau của người khác đánh đi đem con em thế gia cẩu đầu óc đánh ra đến mới tốt trên đường về nhà trần mộc yên lặng suy tư vừa rồi chứng kiến hết thảy trách không được đến rồi nhiều người như vậy nguyên lai like đều là từ phía bắc chạy tới tránh nạn cũng không biết cái này chiến loạn sẽ kéo dài bao lâu trần mộc trong lòng sầu lo ngày mai lại độn một nhóm vật tư hắn có cảm giác về sau chạy tới nam dương phủ người sẽ càng ngày càng nhiều giá hàng chẳng mấy chốc sẽ dâng lên. Tận lực giảm bớt đi ra ngoài tần suất đi. Nhân viên phức tạp, nói không chừng liền sẽ lên tranh chấp. Có tranh chấp, liền có khả năng lâm vào phiền phức. Ban đêm, Trần Mộc rửa mặt hoàn tất, lên giường đi ngủ. Trong khoảnh khắc nửa mê nửa tỉnh, mơ mơ màng màng nghe tới một trận êm tai tiếng ca. Bài hát này âm thanh mỹ diệu khó tả lại như từng quen biết. Trần Mộc một cái cơ linh liền tỉnh lại. Ba cái cổ quái âm tiết cấp tốc phun ra. Năm cái nhỏ người giấy phần Phật lập tức toàn thiếp trên mặt hắn. Lạnh bút xúc cảm nháy mắt để hắn rùng mình một cái. Mê mẩn trừng trừng trạng thái cấp tốc biến mất. Trần Mộc liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài vượt lên nóc phòng. Vài trăm mét bên ngoài tháp hạ bên trên, một đầu màu đỏ lâu thuyền tại màu trắng trong hơi nước mơ hồ có thể thấy được. Mấy cái mông lung bóng người đứng tại lâu thuyền bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn bên này, theo hồng thuyền càng lúc càng xa thảo mẹ nó còn để mắt tới ta rồi